Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 17. 10 phút trước, tên điên đó chạy đến nhà riêng của nguyên thủ, nghênh ngang nói nếu không giao ngài ra, hắn ta sẽ thiêu rụi hết cánh đồng. Ô Lạc Cát nuốt nước bột, lại lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Nếu như thảo nguyên không có đồng cỏ thì làm sao còn gọi là nước thảo? Nguyên được nữa. Đưa bọn ta đi ngay. Hách Liên vô tình hối thúc nói. Ô Lạc Cát vẫn quyết định chấp nhận rủi ro, không dám giao Hách Liên vô tình. Như mộng ra, mà đồng thời còn âm thầm cho người dẫn hai người họ đến biên giới nước Hùng. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ ở trong nhà nguyên thủ đợi có chút thiếu kiên nhẫn, thế là tự hắn đến nhà của Ô Lạc Cát đòi người. Quân đế, chỗ chúng tôi thật sự không có khách nào đến là người nước Hạ cả, tôi xin thề tôi không hề gạt ngài đâu. Ô Lạc Cát khom người đảm bảo nói. Vậy sao, Lý Trạch Vũ bỗng từ trên người rút ra khẩu súng. Thấy cảnh này, Phổ Lâm Sĩ và Ô Lạc Cát đều kinh ngạc. Song cũng may là Lý Trạch Vũ không chĩa nhòm súng vào hai người bọn họ, mà là chỉ vào đầu của một binh, nói, vừa rồi có hai người nước Hạ đến ở đây không? Không, không có, binh sĩ bị dọa đến đái ra quần. Không chịu nói thật đúng không? Đoàng! Lời vừa nói xong, Lý Trạch Vũ không chút do dự bóp cò, tiếp theo lại chĩa súng lên đầu một binh sĩ khác, người nói. Tôi! Binh sĩ kia nhìn đồng đội chết thảm, sợ đến run lẩy bẩy. Nhưng mà thấy ánh mắt uy hiếp của Ô Lạc Cát, cũng chỉ đành cắn răng nói, thật sự không có. Ụ! Đoàng! Lý Trạch Vũ không chút do dự nổ súng, tiếp theo sau đó lại chĩa súng vào một binh sĩ khác. Có, cói! Không đợi Lý Trạch Vũ mở miệng hỏi, binh sĩ đã chủ động nói, khoảng một tiếng đồng hồ trước, một ông già và một cô gái trẻ đã đến đây, rồi lúc nãy đại tướng quân đã cho người đưa họ đi rồi. Trong chốc lát, trái tim của Ô Lạc Cát như thắt lại. Lý Trạch Vũ cười lạnh một tiếng, dí dỏm nói, tướng quân Ô Lạc Cát, giờ xin mời ngài bắt đầu màn biểu diễn của mình. Quân đế, ngài khoan hãy kích động, chuyện này tôi nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích. Nguyên thủ Phổ Sĩ túm lấy cổ áo của Ô Lạc Cát, gào thét lên, nói, ông đã đưa người đi đâu rồi, nếu như ông còn không nói tôi sẽ phế chức vụ của ông. Tuy tức giận Ô Lạc Cát gạt mình, nhưng hành động này của ông ta là muốn bảo vệ tính mạng hắn ta không bị quân đế giết. Ô Lạc Cát trong lòng hiểu rõ, trầm giọng nói, bọn họ đi về. Nước Hùng, cái con mẹ nó, quanh đi quẩn lại thế nào lại chạy về nước Hùng. Lý Trạch Vũ cảm thấy rất buồn cười, sau đó lấy điện thoại ra gọi đến số của Bill. Cho người đến đón tôi ngay. Chiếc xe Toyota Land Cruiser gắn bảng số màu lam của nước Hạ lần lượt tiến vào Thảo Nguyên, lại từ nước Thảo Nguyên tiến vào trong biên giới của nước Hùng. Quãng đường trong chành. Khiến tình trạng của Hách Liên vô tình vốn đang có vết thương trên người lại càng tồi tệ thêm. Triệu Như Mộng đang lái xe, cô ta thông qua kính chiếu hậu phát hiện tình trạng này của Hách Liên vô tình, chau mày. Dường như đã cảm nhận được ánh mắt hoang mang nên Hách Liên vô tình lập tức giữ vững tinh thần, cố gắng gượng sức nói, yên tâm đi, sức khỏe bản tọa còn cố thêm được, sẽ lập tức có người đến đón chúng ta. Triệu Như Mộng chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Nhưng mà cho dù đã tiến vào trong biên giới nước Hùng, tâm trạng của cô ta vẫn không bình tĩnh nổi, ngược lại càng thêm căng thẳng. Lý Trạch Vũ là quân đế trấn áp thế giới hắc ám, ngay cả đại tướng quân của nước Thảo Nguyên, Ô Lạc Cát cũng kính sợ có thừa với hắn, bấy nhiêu cũng đủ để nhìn ra sức ảnh hưởng của hắn tại bên ngoài biên giới là lớn đến mức không. Thể tưởng nổi, Triệu Như Mộng lại hoài nghị, liệu tên kia có truy đuổi tới nước Hùng hay? Không, không cần lo lắng. Ô Lạc Cát sẽ không phản bội bản tọa, hắn nhất định sẽ không tiết lộ tung tích của chúng ta. Còn nữa, còn có châu trưởng của Mộc Khắc Châu là Vi Đức Phu, chính là con trai nuôi của bản tọa, chỉ cần đến nơi đó thì chúng ta sẽ có thể hoàn toàn an. Toàn, Euro ó vẻ như Hách Liên vô tình không hề sợ hãi, ngược lại còn trấn an Triệu Như Mộng. Hy vọng là thế, Triệu Như Mộng đáp lại bằng giọng lạnh như băng. Sau mấy tiếng, mặt trời đã lên cao cao. Cuối cùng chiếc xe Land Cruiser đã đi vào Mộc Khắc Châu. Châu trưởng Mộc Khắc Châu, Vi Đức Phu tự mình đến đây nghênh đón Hách Liên vô tình và Triệu Như Mộng. So với sự kính trọng Ô Lạc Cát dành cho Hách Liên vô tình thì Vi Đức Phu chỉ có hơn chứ không kém. Trong biệt thự hướng ra biển, Hách Liên vô tình đã tắm rửa, đổi bộ quần áo sạch sẽ, đang chuẩn bị ngồi xuống chữa thương. Triệu Như Mộng đột nhiên nói một câu. Hách Liên vô tình ngớ người, đi đâu chứ? Chỗ nào cũng được, tóm lại chúng ta phải lập tức rời đi.
Triệu Như Mộng kiên định lạ thường. Đi vào Mộc Khắc Châu đã hơn một giờ, bất an trong lòng cô ta càng thêm mãnh liệt. Không thể không nói, có đôi khi trực giác của phụ nữ thật sự rất chuẩn. Bên kia, một chiếc trực thăng đã bay từ nước Thảo Nguyên tiến vào biên giới nước Hùng, đích đến chính là Mộc Khắc Châu. Bill đang điều khiển trực thăng, hắn ta nói với giọng bâng quơ, tôi đã bảo Vi Đức Phu giám sát chặt chẽ hai người kia, lúc cần thiết sẽ khống chế bọn chúng lại. Lý Trạch Vũ nhẹ gật đầu, hỏi, còn bao lâu nữa có thể mới tới Mộc Khắc Châu? Chậm nhất nửa tiếng, nói rồi, Bill tăng tốc độ trực thăng lên nhanh nhất. Cũng cùng lúc đó, Triệu Như Mộng tin tưởng vững chắc vào trực giác của mình, cô ta không để ý sự thuyết phục của Hách Liên Vô Tình, chỉ khăng khăng muốn rời đi. Bây giờ Hách Liên Vô Tình ở trước mặt Triệu Như Mộng chỉ là một con dê đợi bị làm thịt, hoàn toàn không có quyền phản đối, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Ngay lúc hai người rời khỏi biệt thự, ở ngoài cửa có hơn 10 người đàn ông cao to vạm vỡ từ bốn phương tám hướng ùa ra. Người đàn ông cầm đầu tiến lên một bước, hai vị muốn đi đâu? Thấy vậy, con người của Hách Liên Vô Tình bỗng nhiên co rụt lại, lập tức nhận ra quyết định của Triệu Như Mộng là đúng. Rất có thể Lý Trạch Vũ đã đuổi theo, và khả năng cao là con trai nuôi Vi Đức Phu của lão ta đã phản bội lão ta. Vèo! Triệu Như Mộng không nói không rằng lập tức ra tay. Mặc dù hơn 10 người đàn ông này có võ nghệ không tầm thường, nhưng ở trước mặt Triệu Như Mộng thì bọn chúng không đáng chú ý, chưa đến 15 phút đã nằm rạp dưới đất toàn bộ. Tiếp đó hai người cướp một chiếc xe BMW và rời đi. Rất nhanh, chuyện đã xảy ra ở nơi này đã truyền đến tai Vi Đức Phu, hắn ta lập tức lấy điện thoại ra báo cáo cho Bill. Phế vật, trông người cũng không xong, mẹ nó mày sống làm gì cho chật đất. Bill lớn tiếng quở trách với điện thoại, mà Vi Đức Phu thì hít thở cũng không dám. Lý Trạch Vũ cướp điện thoại, phân phó nói, không cần anh ngăn cản bọn chúng lại, bây giờ anh đi tra tung tích của bọn chúng ngay lập tức đi. Không thành vấn đề, Vi Đức Phu đồng ý lia lịa. Mộc Khắc Châu là địa bàn của hắn ta, chỉ cần là người sống thì sẽ chạy không thoát khỏi tai mắt của hắn ta, cùng lắm thì lật tung nơi này lên. Cũng chỉ trong mấy phút, chiếc xe BMW mà hai người họ cướp đi đã bị xác định phương hướng chạy trốn. Mười mấy phút sau, Triệu Như Mộng lái BMW không hẹn mà gặp cùng Bill đang điều khiển trực. Thăng, Lý Trạch Vũ lấy điện thoại ra bấm dãy số của Triệu Như Mộng, nói, bà xã, em đầu hàng đi, em chạy không thoát đâu. Anh mơ tưởng, Triệu Như Mộng đạp chân ga đến tận cùng. Mặc dù tốc độ của BMW rất nhanh, nhưng khẳng định không nhanh bằng trực thăng. Đoàng, tiếng súng đột nhiên vang lên, bánh sau của xe BMW bị viên đạn bắn trúng. Xì xì xì. Cũng may Triệu Như Mộng nắm chặt tay lái, nếu không rất có thể xe sẽ bị lật ngửa. Hách Liên Vô Tình trong xe đang có tâm trạng vô cùng phức tạp. Lúc rời khỏi nước Hạ lão ta đã manh nha muốn chết, về sau Triệu Như Mộng dẫn theo lão ta chạy trốn tới nước Thảo Nguyên, lão ta đột nhiên không muốn chết nữa. Vốn dĩ còn tưởng tượng sẽ có cơ hội lấy lại thứ thuộc về chính mình, nhưng bây giờ xem ra, hy vọng này mong manh gần như vô vọng. Có lẽ chúng ta trốn không thoát. Hách Liên Vô Tình khuyên nhủ, chi bằng, đừng vùng vẫy nữa. Bịch! Triệu Như Mộng mở cửa xe, đồng thời ra lệnh, đi theo tôi. Hách Liên Vô Tình chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Hai người bỏ xe mà chạy, chui vào núi rừng ở ven đường. Trực thăng trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, lúc chỉ cách đất mặt mấy mét, Lý Trạch Vũ đã nhảy từ trên xuống, đáp xuống đất vững vàng, lập tức đuổi theo hướng hai người chạy trốn. Phía trước, tốc độ Triệu Như Mộng rất nhanh, nhưng Hách Liên Vô Tình lại cố ý giảm chậm tốc độ, muốn tìm kiếm cơ hội tẩu thoát. Nhanh lên! Triệu Như Mộng bất mãn thúc giục. Tiếp đó uy hiếp nói, đừng mơ tẩu thoát, rơi vào trong tay Lý Trạch Vũ chắc chắn anh ta sẽ giết ông, đi theo bên cạnh tôi chí ít ông còn có một con đường sống. Hách Liên Vô Tình ngẫm kỹ cũng cảm thấy có lý. Dù sao hiện tại lão ta có giá trị lợi dụng với Triệu Như Mộng, tạm thời có thể sống sót. Mặc dù hai người đều tăng nhanh tốc độ, nhưng nào có thể nhanh hơn Lý Trạch Vũ được. Vốn dĩ hai bên cách nhau xa mấy ngàn mét, nhưng chưa đến 15 phút khoảng cách đã rút ngắn còn mấy trăm mét. Tiếp tục như vậy nữa, chưa đến 2 phút sau bọn họ sẽ bị đuổi kịp. Đúng lúc này, hai người vượt qua một ngọn núi, trước mặt bọn họ là biển cả mênh mông vô bờ. Trên bờ biển đang tụ tập rất nhiều du khách. Triệu Như Mộng và Hách Liên Vô Tình mừng rỡ, bấy giờ lựa chọn xen lẫn vào. Trong đó, lúc Lý Trạch Vũ đuổi đến bãi biển, trong lúc nhất thời quả đúng là không tìm được bóng dáng của hai người. Xoạch,
Lý Trạch Vũ cũng không vội, ngậm một điếu thuốc, nhả khói, đồng thời đánh giá tình huống chung quanh không ngừng. Trừ phi Triệu Như Mộng và Hách Liên vô tình trốn vào trong biển, nếu không đừng hòng trốn thoát khỏi tai mắt của hắn tan. Ăn cướp kìa, mau tới đây, có người cướp cano của tôi. Đột nhiên, một giọng nói tức giận vang lên. Lý Trạch Vũ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai người đang điều khiển một chiếc cano, hỏa tốc tẩu thoát bằng đường biển. Hai tên ăn cướp đó có thể là ai? Lý Trạch Vũ phun điếu thuốc lá trong miệng ra, bật người đuổi theo. Ông chủ cho thuê cano ở bên kia vẫn đang la hét, báo cảnh sát các kiểu. Lại thêm một chiếc cano bị người ta khởi động. Quát! Lại cướp nữa. Người của ông chủ cano cứng đơ. Có điều Lý Trạch Vũ vẫn có chút lương tâm, trước lúc rời đi đã vứt sấp tiền mặt trong người xuống đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai chiếc thuyền máy, một trước một sau lao nhanh trên mặt biển, tôi chạy anh đuổi. Triệu Như Mộng sử dụng thuyền máy thành thạo. Hách Liên vô tình ở bên cạnh lại thường xuyên thúc giục, nói, nhanh lên, thằng nhóc đó sắp đuổi đến nơi rồi kìa. Vốn dĩ Triệu Như Mộng đang cảm thấy phiền muộn trong lòng, nghe thấy người bên cạnh chỉ cha cha, trong khoảng thời gian ngắn đôi mắt hiện lên một tia sát khí. Hách Liên vô tình cảm nhận được sát khí, cơ thể bỗng dưng run lên, muốn ra tay nhưng đã không kịp nữa rồi. Chỉ thấy Triệu Như Mộng vận công, ở lòng bàn tay dường như có một lực hút, Hách Liên vô tình lảo đảo một cái đã bị hút tới. Đừng mày, Hách Liên vô tình gửi thấy hơi thở nguy hiểm. Nhưng mà Triệu Như Mộng lại không dừng tay lại, bàn tay ấn vào huyệt khí hải của Hách Liên vô tình, một làn khói trắng lượn lờ như ẩn như hiện bốc lên. Không, biểu cảm của Hách Liên vô tình tràn ngập hoảng sợ và không cam lòng. Giờ phút này, khí kình ở bên trong đan điền của lão ta đang sói mòn từng chút một. Vốn dĩ Triệu Như Mộng không định hút sạch công lực của Hách Liên vô tình nhanh như vậy, dù sao lượng khí kình khổng lồ, nếu hút sạch ngay lập tức cô ta cũng không thể dung hợp hết được, đến lúc đó rất có thể sẽ bị cắn ngược lại. Có thể là do tình hình trước mắt quá nguy hiểm và cấp bách, áp lực mà Lý Trạch Vũ tạo ra cho cô ta thật sự quá lớn, cô ta đã không nghĩ được nhiều như vậy. Lý Trạch Vũ ở phía sau có đôi mắt tinh tường, hắn chú ý đến cảnh tượng này. Bỗng dưng nhíu mày. Cũng đúng lúc này. Rầm. Triệu Như Mộng đã hút hết công lực trên cơ thể tiện tay ném Hách Liên vô tình còn đang hấp hối xuống biển sau đó tăng tốc độ thuyền máy lên mức cao nhất. Lúc này Lý Trạch Vũ dẫm phanh dừng lại, dừng ở bên cạnh Hách Liên vô tình đang rơi dưới nước. Đôi mắt nhìn về phương hướng Triệu Như Mộng rời đi, lại nhìn Hách Liên vô tình vô lực giãy giụa trong biển, cuối cùng hắn không đuổi theo nữa mà là nhảy xuống biển cứu Hách Liên vô tình lên trên thuyền máy. Bồn tỏa, không ổn rồi. Sắc mặt của Hách Liên vô tình vốn đang tái nhợt dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn. Lý Trạch Vũ biết đây là dấu hiệu của hồi quang phản chiếu. Cả đời này của bổn tọa khốc liệt thê thảm, bổn tọa không cam lòng. Khi nói chuyện, hai mắt của Hách Liên vô tình đỏ ửng lên. Nếu không phải là do chỉ thứ trong gia tộc phản bội, đáng lẽ lão ta đã nở mày. Nở mặt trở thành gia chủ Hách Liên gia, căn bản sẽ không tới giới thế tục để chạy trốn chết. Vì báo thù, biết bao gian khổ trong đó nào có ai hiểu chứ? Trăm năm cuộc đời, có thể nói lão ta chưa từng sống một ngày vì chính mình. Lý Trạch Vũ. Hách Liên vô tình ngơ ngơ ngẩn ngẩn thất thần nhìn về phía Lý Trạch Vũ, có thể đồng ý với bổn tọa một việc không? Nói đi. Lý Trạch Vũ không đồng ý cũng không từ chối. Hách Liên vô tình thở dài khe khẽ, nếu ngày nào đó cậu tiến vào Gai Su, mang cho cốt của bổn tọa về mai táng ở ngọn núi vô danh Phượng Hoàng Sơn. Ở đó có một phần mộ không lập bia mộ, hãy mai táng ta ở đó nhé. Thấy trên gương mặt của Lý Trạch Vũ hiện lên một tia khó xử, Hách Liên vô tình lại bổ sung thêm, nói, phần mộ không có bia mộ này là nơi mai táng cha và nương của ta, năm đó ta bị người khác đuổi giết cho nên mới không dám lập bia mộ cho cha mẹ, ta. Ta muốn, trở về bên cạnh cha mẹ. Được rồi, tôi đồng ý với ông. Cuối cùng Lý Trạch Vũ vẫn không từ chối. Cảm ơn, cậu. Trên gương mặt của Hách Liên vô tình lộ ra nụ cười, chậm rãi khép hai mắt lại. Một đời kiêu hùng tuy rằng cảm thấy không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn nở một nụ cười rời khỏi thế giới này. Lý Trạch Vũ không tiếp tục xử lý thi thể của Hách Liên vô tình, lấy điện thoại di động ra bấm số của Bill. Giúp tôi một việc, phong tỏa 10 km hải vực phạm vi xung quanh tôi. Không thành vấn đề, tôi cam đoan sẽ không để cho một con cá con bơi ra ngoài. Ở trước mặt Lý Trạch Vũ. Trong từ điển của Bill sẽ không có hai chữ từ chối.
Tuy rằng Triệu Như Mộng ra đời chưa lâu nhưng chắc chắn là một người phụ nữ thông minh. Cô ta biết một khi quay trở lại lục địa nhất định sẽ bị Lý Trạch Vũ bắt được, hơn nữa lúc này cơ thể của cô ta rất không ổn, dứt khoát tìm đến một hòn đảo nhỏ trốn đi. Hách Liên vô tình có được công lực hơn 100 năm, nếu Triệu Như Mộng hút hết công lực của đối phương chỉ trong một lần duy nhất tất nhiên đan điền sẽ không chịu nổi mà rách toạc. Cho nên trong khoảng thời gian hơn nửa năm này, từ đầu đến cuối cô ta đã hấp thụ khí kình trong người Hách Liên vô tình 7 lần, mỗi lần đều chỉ dám hấp thụ một phần công lực của đối phương. Mới khi nấy, là lần đầu tiên cô ta hấp thụ 3 phần công lực của Hách Liên vô tình. Nếu không phải bởi vì thực lực của cô ta tiến bộ vượt bậc, từ đầu đến cuối sẽ không bao giờ có thể không thể thừa nhận được hoàn toàn, cho nên việc khẩn cấp trước mắt là cô ta phải nhanh chóng dung hợp 3 phần công lực này. Rất nhanh, một ngày một đêm đã trôi qua. Triệu Như Mộng dung hợp thành công 2 phần công lực của Hách Liên vô tình, còn sót lại 1 phần công lực nhiều nhất chỉ cần tốn nửa ngày thời gian. Nhưng mà lúc này cô ta vừa mệt vừa đói, chỉ có thể tạm thời ngừng dung hợp, đi tìm chút đồ ăn cho đỡ đói. Trong lúc cô ta đi từ trong rừng ra bờ cát bờ biển, có một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ta. Trong phút chốc, Triệu Như Mộng sợ tới mức hoa dung thất sắc. Vợ ơi, có phải đói rồi đúng không? Lý Trạch Vũ cầm một miếng bánh sandwich, tay kia vẫy vẫy vài cái, lại đây, anh có đồ ăn này. Vèo, dường như theo bản năng Triệu Như Mộng lựa chọn chạy trốn. Nhìn bóng lưng của cô ta, khóe môi Lý Trạch Vũ thoáng hiện lên nụ cười, không nhanh không chậm đi theo. Một lát sau, Triệu Như Mộng nhanh chóng đi vào trong con thuyền bản thân cướp được, khởi động rời đi trước. Lý Trạch Vũ lại chậm gì gì đi lên một chiếc du thuyền trên mặt đất. Tốc độ của thuyền máy rất nhanh, tốc độ của du thuyền căn bản không thể so sánh được. Cho nên sau khi Triệu Như Mộng khởi động thuyền máy rời đi, tâm lý dần dần buông lỏng. Nhưng mà cô ta cảm nhận được có điểm chẳng lành, hình như Lý Trạch Vũ không hề sốt ruột đuổi theo cô ta. Xảy ra chuyện gì thế? Ngay trong lúc suy nghĩ trong đầu cô ta thay đổi nhanh chóng, chân ga của thuyền máy đột nhiên không thể hoạt động nữa, tốc độ dần dần chậm lại. Trong phút chốc, vẻ mặt của Triệu Như Mộng luống cuống. Rất rõ ràng, đêm hôm trước Lý Trạch Vũ đã động tay động chân vào thuyền máy của cô ta. Sau khi thấy du thuyền phía sau dần dần đuổi tới, Triệu Như Mộng biển bản thân chạy không thoát. Nếu đã chạy không thoát thì thẳng thắn đối mặt luôn đi. Cô cảm thấy mình đã dung hợp thành công 9 phần công lực của Hách Liên vô tình, sẽ không yếu hơn Lý Trạch Vũ quá nhiều. Nếu đối phương dám ép cô ta, chẳng qua là cá chết lưới rách mà thôi. Triệu Như Mộng hạ quyết tâm xong cũng không rối rắm nữa, yên lặng đợi du thuyền tới gần. Hi, vợ ơi, thật sự trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lý Đại Đương ra đứng ở trên ván thuyền, từ trên cao nhìn xuống, vẫy tay, đúng rồi, vợ ơi sao em không chạy nữa thế? Đôi mắt đẹp của Triệu Như Mộng nhìn chăm chú, bất mãn nói, Lý Trạch Vũ, chẳng lẽ anh không chịu buông tha cho tôi thật sao? Đoạn này cãi nhau á nên tôi để xưng hô tôi, anh. Vợ ơi, sao em không gọi cả phu quân luôn thế? Lý Trạch Vũ nghiêm mặt, ra vẻ bất mãn. Triệu Như Mộng nhíu mày, cười lạnh, nói. Đã tới lúc này rồi anh đừng giả vờ nữa, anh có coi tôi là vợ ư? Trái tim của anh đã bị đám hồ ly tinh thông đồng với anh lấy đi từ lâu rồi. Này này này, cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói lung tung nhé. Lý Trạch Vũ lời lẽ chính đáng giải thích, những người bạn nữ của anh quen biết anh sớm hơn em, thậm chí người ta còn chưa nói là em dụ dỗ anh, sao em có thể nói người ta là hồ ly tinh cơ chứ? Triệu Như Mộng bỗng dưng nghẹn lời. Em lên thuyền trước đi. Lý Trạch Vũ vẫy tay, cả người lẫn vật lộ ra một nụ cười vô hại. Hai chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì có thể bình tĩnh nói, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương đến hòa khí. Nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Lý Trạch Vũ, Triệu Như Mộng dao động, lại ma xui quỷ khiến gật đầu. Một lát sau, ngay khi Triệu Như Mộng vừa mới lên trên thuyền, nụ cười trên gương mặt Lý Trạch Vũ chợt biến mất, phụng phịu nói, em đã biết sai chưa? Hả? Triệu Như Mộng sửng sốt. Đầu óc mơ màng. Vê phu hỏi em đã biết sai hay chưa? Triệu Như Mộng khó hiểu nói, anh có ý gì? Hừ. Lý Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, em để cho anh đuổi theo em 3 ngày 2 đây, suýt chút nữa làm cho ông đây mệt chết rồi, chẳng lẽ em không sai? Sao? Triệu Như Mộng không biết hắn đang muốn chơi trò gì, vì thế im lặng không nói lời nào. Đi, trong khoang thuyền có quần áo của anh, đem đi giặt sạch trước đi. Lý Trạch Vũ nói như ra lệnh.
Triệu Như Mộng nhíu mày, hỏi, Lý Trạch Vũ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Không làm gì cả. Lý Trạch Vũ cười hề hề, nói, mấy ngày hôm nay bị em làm cho tâm trạng không tốt, mà phong cảnh ở đây rất đẹp, không khí không tệ cho nên anh quyết định ở trên biển thả lỏng vài ngày. Vậy anh để tôi giặt quần áo cho ư? Quần áo bẩn nên cần phải giặt, nếu không lấy cái gì mà thay. Lý Trạch Vũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Triệu Như Mộng lại không hề động đậy, giọng nói lạnh lùng, tôi hỏi anh, rốt cuộc có chịu buông tha cho tôi hay không? Lý Trạch Vũ bĩu môi, nói, hai chúng ta là vợ chồng, nói lời này khách sáo quá. Chúng ta không phải là vợ chồng nữa. Nói bậy, chúng ta đã bái đường rồi mà. Triệu Như Mộng tức giận, nói, anh đừng có dở thói miệng lưỡi trơn tru. Hình như hai chúng ta còn chưa hôn nhau mà, sao em biết đầu lưỡi của anh có trơn hay không? Lý Trạch Vũ nói xong đã tiến lên vài bước, hay là bây giờ anh cho em nếm thử nhé? Anh đừng tới đây. Triệu Như Mộng cuống quýt lùi về phía sau vài bước. Lý Trạch Vũ cười gượng, nói, trước đây em luôn luôn hỏi anh khi nào thì muốn em, lúc này anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, bây giờ chúng ta động phòng luôn nhé. Lý Trạch Vũ. Triệu Như Mộng lùi đến khi không thể lùi được nữa trực tiếp lựa chọn ra tay. Vẻ on tốc độ của Lý Trạch Vũ nhanh hơn, tung ra một chưởng trước. Phản ứng của Triệu Như Mộng không chậm, nghiêng người tránh đi một chưởng bén nhọn, sau đó bay lên không trung tung ra một cước. Bộp bộp. Lý Trạch Vũ dùng cánh tay đỡ đòn, nhân cơ hội dùng 5 ngón tay túm chặt hai chân của Triệu Như Mộng, lập tức dùng sức quăng ra bên ngoài. Cơ thể của Triệu Như Mộng nhẹ như chim yến, sau khi xoay tròn trên không trung vài vòng vững vàng rơi xuống đất, ngay sau đó lại mượn sức lao vọt lên. Uỳnh, một chưởng của hai người va chạm vào nhau. Triệu Như Mộng lật tay lấy ra một con dao chém mạnh về phía cổ họng của Lý Trạch Vũ. Mẹ kiếp! Lý Trạch Vũ luôn luôn nương tay nhưng người phụ nữ này vừa ra tay toàn là sát chiêu cho nên hắn hoàn toàn tức giận. Suốt! Ngay khi con dao trong tay Triệu Như Mộng sắp chém trúng cổ họng của Lý Trạch Vũ thì đột nhiên phát hiện cổ tay của mình dường như bị cái kìm kẹp chặt, cho dù cô ta có dùng sức như thế nào cũng không thể cố gắng tiến gần hơn nửa phân. Bố Pi! Lý Trạch Vũ kéo cánh tay kia một cái, xoay ngược nó ra phía sau, sau đó bàn tay không hề khách sáo vung lên vỗ vào mông của Triệu Như Mộng. Triệu Như Mộng không ngờ rằng mình đã dung hợp 9 phần công lực của Hách Liên Vô Tình, ở trước mặt Lý Trạch Vũ vẫn không có chút sức kháng cự nào. Người này là yêu nghiệt sao? Bốp bốp bốp, liên hoàn trưởng tái xuất giang hồ. Chỉ thấy cái mông vốn đầy đặn của Triệu Như Mộng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được sưng lên một vòng. Biết sai chưa? Lý Trạch Vũ lớn tiếng hỏi. Buông! Triệu Như Mộng vừa xấu hổ vừa tức giận. Bốp bốp bốp! Biết sai chưa? Lý Trạch Vũ lại hỏi. Răng cửa của Triệu Như Mộng sắp bị cắn gấy, Lý Trạch Vũ, cái đồ khốn nạn nhà anh. Mẹ nó! Bốp bốp bốp! Lý Đại Đương ra thật sự không có chút thương hoa tiếc ngọc nào, điên cuồng đánh loạn lên cái mông mềm mại của Triệu Như Mộng. Hu hu hu, Triệu Như Mộng lại khóc. Ngay cả Lý Trạch Vũ cũng không dự đoán được kết quả này nhưng hắn vẫn không mềm lòng, có biết sai không? Tôi sai rồi. Hai mắt của Triệu Như Mộng đẫm lệ. Lúc này Lý Trạch Vũ mới buông cô ta ra. Triệu Như Mộng xoa nhẹ cổ tay, nén giận trợn mắt nhìn đối phương, thả tôi đi. Em đi đi, anh cũng không ngăn cản em. Lý Trạch Vũ hào phóng vươn tay làm động tác mời. Triệu Như Mộng nhíu mày, nói, thuyền máy của tôi không khởi động được, anh có thể đưa tôi vào bờ trước không? Lý Trạch Vũ nhún vai, nói, trong khoang thuyền có giường, em có thể đi ngủ một giấc, nhân lúc bây giờ đang là ban ngày có thể mơ một giấc thật đẹp. Triệu Như Mộng tức đến mức sắp nổ tung nhưng lại không thể làm gì được. Ngay khi Lý Trạch Vũ xoay người chuẩn bị quay về khoang thuyền nghỉ ngơi, Triệu Như Mộng đột nhiên cảm thấy cơ hội đã tới, bước một bước dài từ phía sau. Xông tới, giơ tay đánh ra một chưởng. Ngay khi cô ta cho rằng một chưởng của mình có thể khiến cho Lý Trạch Vũ trọng thương thì hắn đột nhiên biến mất ngay trước mắt giống như bóng ma. Vèo! Lý Trạch Vũ giống như di hình hoán ảnh xuất hiện ở bên cạnh Triệu Như Mộng. Bộp bộp bộp! Hắn không hề ra đòn lấy mạng Triệu Tử Mộng mà là đánh lên vài huyệt vị ở phía sau trên người cô. Trong phút chốc, Triệu Như Mộng chỉ cảm thấy đan điền của mình không thể vận dụng nổi một tia khí kình, cuống quýt hỏi, anh đã làm gì tôi thế? Lý Trạch Vũ thay đổi tư thế nghiền ngẫm, lạnh lẽo như băng buông lời uy hiếp, nói, nếu em còn tiếp tục không biết điều nữa anh sẽ ném em xuống dưới biển. Cho cá mập ăn. Thấy dáng vẻ của hắn không giống như đang nói giỡn, Triệu Như Mộng đột nhiên thấy hơi sợ hãi.
đến buổi tối. Lý Trạch Vũ cũng không hề có ý đi về bờ biển mà là để mặc du thuyền phiêu lưu trên biển. Triệu Như Mộng bụng đói kêu vang thật sự vẫn đi vào bên trong khoang thuyền. Lý Trạch Vũ bày biện bia, gà nướng, gà quay ra trước mặt, ăn đến khi miệng dính đầy mỡ. Triệu Như Mộng nuốt một ngụm nước bọt, tôi đói bụng. Em đói bụng thì liên quan gì đến anh chứ? Lý Trạch Vũ hỏi ngược lại một câu. Triệu Như Mộng đói bụng đến mức hoa mắt chóng mặt định thẳng tay lấy gà nướng, gà quay trên bàn nhưng tốc độ của Lý Trạch Vũ nhanh hơn một bước, cầm gà nướng và gà quay trong tay. Muốn ăn à, đi giặt sạch quần áo rồi tính sau. Lý Trạch Vũ đưa ra điều kiện. Triệu Như Mộng không thể làm gì được, chỉ có thể cố nén đói khát cấm mấy bộ quần áo bẩn đi giặt sạch. Thấy cảnh này, Lý Trạch Vũ mới nở nụ cười hài lòng. Một lúc sau, Triệu Như Mộng đem quần áo đã giặt sạch phơi lên ván thuyền cho khô, sau đó đi tới trước mặt Lý Trạch Vũ, cho tôi đồ ăn. Cầm đi đi, Lý Trạch Vũ không làm mất lòng tin, đưa nửa con gà quay còn lại cho cô ta. Triệu Như Mộng bất chấp hình tượng thục nữ bắt đầu ăn như hổ đói. Lý Trạch Vũ đứng dậy vươn vai một cái, ăn hết nhớ thu dọn sạch sẽ, anh đi ngủ trước đây. Sau khi nói xong đi vào một căn phòng bên trong. Triệu Như Mộng ăn gà nướng, gà quay, ăn đến mức nước mắt không nhịn được chảy ra. Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng chật vật như vậy. Trong lòng nghĩ vậy, cô ta quyết định nhất định phải chạy trốn. Lúc ấy là nửa đêm gần rạng sáng. Triệu Như Mộng nghe thấy tiếng ngáy từ trong phòng của Lý Trạch Vũ truyền tới, cô xác định đối phương đã rơi vào giấc ngủ say. Vì thấy cô tìm mấy cái chai rỗng, đổ đầy nước ngọt vào trong. Sau đó lại đi vào trong khoang thuyền cầm lấy một bộ áo cứu sinh, thật cẩn thận đi lên trên ván thuyền. Bùm một tiếng, Triệu Như Mộng nhảy vào trong biển. Trong khoang thuyền, Lý Trạch Vũ thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi nhìn thấy cảnh này, khóe môi không khỏi giật nhẹ vài cái. Người phụ nữ ngốc này sẽ không định bơi về lục địa đấy chứ? Bơi từ biển khơi mênh mông vô bờ về lục địa ư? Triệu Như Mộng cũng không bị điên. Lúc ban ngày, cô ta chú ý tới thường xuyên có tài hàng đi qua, hơn nữa phương hướng tàu hàng đi dường như đều giống nhau cho nên cô ta xác định con đường kia là con đường phần lớn những con tàu chở hàng đều phải đi qua. Chỉ cần bơi theo hướng đó, nhất định sẽ tìm được sự trợ giúp. Tuy rằng như vậy có hơi mạo hiểm một chút nhưng so với rơi vào tay Lý Trạch Vũ, để tất cả những sự cố gắng bị lãng phí, cô ta vẫn quyết định đánh cược một lần. Cứ bơi như vậy hơn nửa tiếng, không có con tàu nào đi qua. Triệu Như Mộng không dám dừng lại, bởi vì cô ta sợ Lý Trạch Vũ sẽ tỉnh lại, sau đó bắt cô ta về. Bởi vì cái gọi là trời không tuyệt đường người. Ngay khi Triệu Như Mộng cảm thấy mệt mỏi thì cách đó không xa có một ngọn đèn xuất hiện. Là một con tàu chở hàng, nó đang đi về hướng của cô ta. Triệu Như Mộng luôn luôn vẫy tay, cố gắng làm cho con tàu chở hàng chú ý, có thể là do sắc trời quá tối, cho dù tàu chở hàng đi lướt qua bên cạnh vẫn không hề phát hiện ra sự tồn tại của cô ta. Đồ khốn! Triệu Như Mộng tức giận mắng thầm một tiếng. Tức giận thì tức giận, cô ta tiếp tục bơi về phương hướng ban đầu nhưng để duy trì thể lực nên cô ta bơi rất chậm. Thật sự mệt mỏi nên dừng lại nghỉ ngơi, chiếc áo cứu sinh đủ để chống đỡ cơ thể của cô ta. Rất nhanh, một đêm đã trôi qua, ánh mặt trời sáng sớm dần dần ló dạng. Triệu Như Mộng bổ sung tinh thần đầy đủ bắt đầu bơi tiếp, đồng thời giữ vững tinh thần chú ý xem có tàu chở hàng hay không. Vù vù vù, lại có tàu chở hàng đến đây. Triệu Như Mộng mừng rỡ, nhưng ngay khi cô ta chuẩn bị phất tay cầu cứu thì đột nhiên phát hiện có một chiếc du thuyền từ một phương hướng khác chạy đến. Là Lý Trạch Vũ. Triệu Như Mộng bỗng dưng sự tới mức hoa dung thất sắc. Cô ta không biết rõ sau khi bị Lý Trạch Vũ bắt về, tên kia sẽ đối phó cô ta như thế nào nữa, nhưng mà dùng mông cũng có thể nghĩ ra được sẽ không có kết quả tốt. Bởi vì sợ phất tay cầu cứu sẽ bị Lý Trạch Vũ phát hiện. Triệu Như Mộng chỉ có thể trơ mắt nhìn tàu chở hàng đi lướt qua trước mặt mình. Không chỉ như vậy, cô ta còn cố gắng vùi đầu vào trong nước, chỉ khi nghẹn đến mức không chịu nổi mới chịu ló đầu lên thở. Nhưng mà, mười mấy phút đồng hồ trôi qua, du thuyền của Lý Trạch Vũ vẫn không rời đi, vẫn ở trong tầm mắt của cô ta như cũ. Trên ván thuyền, Lý Trạch Vũ đang cầm kính viễn vọng nhìn ra đằng xa xung quanh giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Thấy một màn như vậy, Triệu Như Mộng cuống quýt vùi đầu lặn vào trong nước. Cũng may, thân là võ giả nên lượng hô hấp khá tốt, nếu đổi lại là người bình thường đã ngâm nước từ lâu rồi. Rất nhanh, đã gần 20 phút trôi qua, Triệu Như Mộng phát hiện du thuyền căn bản không có ý định lái đi,
trong lòng không khỏi nghi ngờ có phải Lý Trạch Vũ đã phát hiện ra mình rồi hay không. Không thể nào. Nếu tên kia thật sự phát hiện ra cô ta nhất định đã đi tới bắt cô ta quay về. Trong lòng nghĩ như vậy, Triệu Như Mộng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà để tránh trường hợp một lúc sau sẽ bị Lý Trạch Vũ phát hiện, cô ta bắt đầu lặng lẽ di chuyển dự định rời xa du thuyền. Lại hơn nửa cảnh giờ trôi qua. Triệu Như Mộng đã bơi gần 3 cây số, trong lúc cô ta dừng lại thì phát hiện du thuyền đang ở ngay phía sau, hơn nữa khoảng cách của hai bên không khác trước. Kia là mấy? Bị phát hiện rồi sao? Không thể nào. Triệu Như Mộng cho rằng Lý Trạch Vũ cũng muốn đi về hướng này, mà trong lúc vô tình cô ta lại chọn cùng một phương hướng với đối phương. Chắc là trùng hợp. Kết quả là Triệu Như Mộng lại bơi về một phương hướng khác. Lại bơi tầm khoảng 2 cây số nữa. Triệu Như Mộng gần như hỏng mất. Bởi vì du thuyền của Lý Trạch Vũ lại chạy cùng một phương với cô ta, hơn nữa tốc độ không nhanh không chậm, cách cô ta một khoảng gần như không. Khác gì trước đó. Để xác minh liệu có phải mình đã bị phát hiện hay không, Triệu Như Mộng lại đổi bởi sang một hướng khác. Kết quả chứng minh phán đoán của cô ta là đúng. Chỉ cần cô ta dừng lại, du thuyền cũng sẽ dừng lại theo, ngay từ khi cô ta di chuyển, du thuyền cũng bắt đầu di chuyển. Tên khốn nạn này. Triệu Như Mộng quyết định không chạy nữa, hơn nữa chủ động bơi về phía vị trí của du thuyền. Một lát sau, Lý Trạch Vũ đứng ở trên ván thuyền hút thuốc, nhìn thấy Triệu Như Mộng bơi về phía mình, suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng nhưng trên gương mặt vẫn ra vẻ ngạc nhiên. Vợ ơi, không phải em đi rồi sao? Tại sao lại quay về? Để cho tôi đi lên. Triệu Như Mộng tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Lý Trạch Vũ nhún vai, nói, nếu đi rồi còn quay về làm gì? Lý Trạch Vũ Triệu Như Mộng nghiến răng nghiến lợi, mau để cho tôi đi lên. Rằng co cả một buổi tối, lúc này cô ta đã vừa mệt vừa đói sắp không kiên trì nổi nữa. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, em coi ông đây là cái gì? Con vịt sao, nhưng mà em vẫn chưa cho ông đây tiền bo mài. Lý Trạch Vũ hoàn toàn không quan tâm đến. Triệu Như Mộng siết chặt hai nắm đấm, hận không thể nhảy lên du thuyền đè Lý Trạch Vũ xuống dưới rồi dùng nắm đấm cho đánh chết. Đúng lúc này, có một con tàu chở hàng từ xa tới gần. Triệu Như Mộng hừ một tiếng, lập tức phất tay về phía tàu chở hàng cầu cứu ngay trước mặt Lý Trạch Vũ. Tàu chở hàng chậm rãi dừng lại. Một người đàn ông phương Tây đi lên boong tàu, hỏi, cô gái xinh đẹp, xin hỏi cô có cần giúp đỡ không? Triệu Như Mộng đang định mở miệng, đoàng, tiếng súng đột nhiên vang lên. Lý Trạch Vũ bắn một phát súng lên trời, giọng điệu lạnh như băng uy hiếp, nói, đừng xen vào việc của người khác. Nhìn thấy có súng ống, người đàn ông kia vội vàng trốn vào bên trong khoang thuyền. Tàu chở hàng rời đi, Triệu Như Mộng nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Sao lại nói là anh muốn làm gì? Vẻ mặt của Lý Trạch Vũ vô tội, nói, anh có lòng tốt đưa em đi nghỉ phép, trải nghiệm sự tuyệt vời của biển cả, là chính em đòi đi, sao lại trách anh rồi? Phải làm thế nào anh mới bằng lòng buông tha cho tôi? Triệu Như Mộng lại hỏi. Lý Trạch Vũ cười lạnh nói, anh có dây dưa gì với em sao? Đừng đùa thế chứ, em tưởng rằng tối hôm qua em đi mà anh không biết gì sao? Em thấy anh có ngăn cản em không? Mấy vấn đề liên tiếp hỏi ra khiến cho Triệu Như Mộng á khẩu không trả lời được. Không đúng. Sắc mặt của Triệu Như Mộng đột nhiên thay đổi, lạnh giọng chất vấn, vừa rồi anh ngăn cản người khác cứu tôi. Thúi lắm, anh chỉ nói một câu là, đừng xen vào chuyện của người khác mà thôi. Anh có nói là anh ngăn cản đâu. Lý Trạch Vũ lời lẽ chính đáng phủ nhận, vậy vì sao anh phải nổ súng uy hiếp người ta? Anh cũng không hề uy hiếp, về việc nổ súng, ha ha, tâm trạng anh tốt muốn nổ mấy phát súng cũng không được sao. Anh, Triệu Như Mộng thấy đối phương già mồm át lế phải nhưng bản thân lại không thể làm gì, tức đến nỗi sắc mặt xanh mét. Lúc này, Lý Trạch Vũ xoay người đi vào bên trong khoang thuyền lấy một lon coca ướp lạnh ra, sau đó uống một ngụm lớn trước mặt Triệu Như Mộng. Hôm nay là ngày lành, thầm nghĩ mọi chuyện đều có thể thành. Uống coca xong, Lý Đại Đương ra bắt đầu ngâm nga bài hát ngày lành. Đúng là giết người giết từ tim. Thể xác và tinh thần mệt mỏi, Triệu Như Mộng không nhịn được nữa vươn tay muốn trèo lên du thuyền. Lý Trạch Vũ đột nhiên chĩa súng lục vào đầu của cô ta, đi xuống. Lý Trạch Vũ, anh bảo em đi xuống. Đối mặt với Lý Trạch Vũ mạnh mẽ, Triệu Như Mộng gần như phát điên gào thét nói, giết tôi đi, có bản lĩnh thì anh giết tôi đi.
Đoàng đoàng đoàng, Lý Trạch Vũ bắn liên tiếp 3 phát súng lên trời. Chớp mắt Triệu Như Mộng sợ tới mức thu hồi tay. Lý Trạch Vũ thổi một hơi lên làn khói ở nòng súng, từ trên cao nhìn xuống Triệu Như Mộng. Muốn lên thuyền cũng không phải không được, chỉ cần em đồng ý với điều kiện của anh trước. Tôi đồng ý với anh. Cho dù vẫn không tình nguyện, lúc này Triệu Như Mộng cũng chỉ có thể chấp nhận số phận bất hạnh. Dù sao nếu tiếp tục giằng co, cô ta sẽ hoàn toàn bị Lý Trạch Vũ chơi đến chết. Anh không thích ép buộc người khác, nếu như không tình nguyện em có thể từ chối. Lý Trạch Vũ được hời còn khoe mẽ. Triệu Như Mộng lập tức nổi giận, nói, là tôi cam tâm tình nguyện, anh đã hài lòng chưa? Hài lòng, cực kỳ hài lòng. Sắc mặt của Lý Trạch Vũ lập tức thay đổi, vui vẻ nói, nào, mời bà xã lên trên thuyền. Khi nói chuyện còn muốn đích thân đỡ Triệu Như Mộng lên trên thuyền, lại bị người nọ vô tình tránh né, tự mình lật người một cái leo lên trên boong thuyền. Lý Trạch Vũ lại chi kỷ đưa lon coca tới, uống một ngụm coca để giải khát đi. Triệu Như Mộng miệng đắng lưỡi khô, cũng không chê Lý Trạch Vũ từng uống qua, uống ửng ực từng ngụm từng ngụm. Trên thuyền không có dư quần áo, em cởi quần áo ra phơi một chút đi. Lý Trạch Vũ vươn tay chạm vào thân hình cân đối của Triệu Như Mộng, không chờ người nọ từ chối đã cởi áo khoác của người ta xuống. Đừng động vào người tôi. Triệu Như Mộng cực kỳ xấu hổ, cảnh cáo nói, tôi cứ mặc như vậy, không cần anh quan tâm. Xảy ra chuyện gì thế? Biểu cảm của Lý Trạch Vũ ngạc nhiên, chính em đã nói chúng ta đã bái đường thành vợ chồng, hơn nữa chẳng phải trước đây em nói ước gì anh muốn em sao? Sao bây giờ lại từ chối anh? Hừ! Triệu Như Mộng hừ lạnh một tiếng. Trước đây là vì cô ta muốn hút công lực của Lý Trạch Vũ, đương nhiên phải nghĩ cách tiếp cận đối phương. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi trở thành Lý Trạch Vũ muốn hút công lực của cô ta kháng cự cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Anh đừng đi vào. Một mình Triệu Như Mộng đi vào trong khoang thuyền, lập tức cởi áo khoác và quần áo ra, cuối cùng tìm thấy một cái khăn trải giường ở bên trong khoang thuyền, dùng nó để bọc lấy cơ thể. Chỉ một lát sau, Lý Trạch Vũ rón ra rón rén đi vào. À, không phải tôi đã bảo anh đừng đi vào hay sao? Khuôn mặt nhỏ của Triệu Như Mộng đỏ lên. Lý Trạch Vũ xoa tay, cười gian, nói, đều là vợ chồng già cả rồi, có gì mà xấu hổ chứ? Sau khi nói xong trực tiếp ôm lấy đối phương. Đồ háo sắc, anh buông ra, nếu không tôi sẽ kêu lên đấy. Em kêu đi, để xem cá mập dưới biển có thể nhảy lên cứu em hay không. Lúc này Triệu Như Mộng mới nhớ tới hai người đang ở giữa biển khơi, sẽ không có người nào hăng hái hành hiệp trượng nghĩa. Ai ra, chỉ có thể tiện nghi cho tên cầm thú này thôi. Xoẹt, một tiếng. Khăn trải giường trên người Triệu Như Mộng bị xé xuống, dáng người là lướt lộ rõ ra bên ngoài. Lý Đại Đương ra cảm thấy trong lòng cực kỳ thỏa mãn nhưng không hề tiếp tục tiến hành bước tiếp theo. Bộp bộp bộp. Chỉ thấy hắn điểm lên mấy huyệt vị trên người Triệu Như Mộng, trong phút chốc, đan điền bị khóa chặt lập tức được giải thoát. Lý Trạch Vũ ra lệnh, vận khí ở đan điền. Triệu Như Mộng cảm thấy công lực bị mất đi đã quay trở lại, đột nhiên lại cảm thấy không cam lòng. Đừng hòng đổi ý, nếu không anh sẽ ném em xuống biển cho cá mập ăn. Giọng nói lạnh như băng vang lên. Triệu Như Mộng âm thầm dùng mình một cái, suy nghĩ phản kháng trong đầu lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đánh không lại, căn bản đánh không lại. Hấp thụ toàn bộ công lực của Hách Liên Vô Tình, thực lực của cô đã vững vàng đột phá tới cảnh giới thiên nhân. Nhưng mà thực lực càng mạnh, cô mới càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lý Trạch Vũ. Đối phương giống như một ngọn núi cao vĩnh viễn không thể vượt qua được. Dần dần Triệu Như Mộng có chút thoải mái bắt đầu vận công, phối hợp với Lý Trạch Vũ. Bốp! Hai tay của Lý Trạch Vũ chạm vào ngực của Triệu Như Mộng, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bình thường Triệu Như Mộng mặc rộng thùng thình, căn bản không nhìn ra thân hình có trước có sau như vậy. Dừng tay lại cho tôi. Cho dù trước đó đã chuẩn bị tốt tâm lý quan hệ xác thịt với Lý Trạch Vũ nhưng khi giờ phút này đến thật, Triệu Như Mộng vẫn căng thẳng không thể thả lỏng ra như cũ. Hít sâu, thả lỏng. Lý Trạch Vũ trấn an, nói. Triệu Như Mộng nghiêm túc hỏi, rốt cuộc anh muốn làm gì tôi? Hút em đói. Vừa mới dứt lời, lòng bàn tay của Lý Trạch Vũ đặt trên ngực của Triệu Như Mộng chợt xuất hiện một cỗ lực hút. Cũng trong khoảnh khắc này, Triệu Như Mộng cảm thấy khí kình bên trong đan điền của mình đang không ngừng xói mòn, trong nháy mắt cực kỳ hoảng sợ. Anh, sao anh lại biết, Lý Đại Đào Giang, tôi biết nhiều thứ lắm, không cần phải ngạc nhiên. Lý Đại Đương ra đắc ý rào rạt. Mấy ngày hôm trước,
yêu cơ cầm Lý Đại Đào giang tới, sau đó bắt đầu tiến hành truy đuổi Triệu Như Mộng. Không thể không nói hắn chính là thiên tài có một không hai hiếm thấy trên đời, chỉ nghiên cứu qua vài lần trong lúc đi đường nhưng đã tìm kiếm ra sự ảo diệu trong Lý Đại Đào giang. Lúc này, khi hắn ra tay với Triệu Như Mộng hoàn toàn là lần đầu tiên sử dụng thứ công pháp này, đơn giản mà nói chỉ là thử nghiệm mà thôi. Kết quả lại thành công. Anh lấy được thứ công pháp này ở trong tay mẹ tôi đúng không? Anh đã làm gì mẹ tôi? Vẻ mặt của Triệu Như Mộng lập tức thay đổi, còn tưởng rằng mẫu thân của mình gặp chuyện không may. Đừng căng thẳng, là mẹ cô chủ động đưa món đồ chơi này cho tôi. Lý Trạch Vũ giải thích một câu. Không thể nào. Triệu Như Mộng chắc như đinh đóng cột nói, mẹ tôi coi thứ công pháp này còn quan trọng hơn tính mạng của mình, sao bà ấy có thể chủ động giao cho anh được? Lông mày của Lý Trạch Vũ nhíu lại, em có ý gì? Chẳng lẽ em cho rằng tôi sẽ làm ra hành động giết người cướp của ư? Đừng đùa thế chứ, chỉ với thứ công pháp bỏ đi này vẫn không đủ khiến Lý Mỗ đánh mất nhân tính đâu. Thứ công pháp bỏ đi ư? Triệu Như Mộng cười lạnh xì một tiếng, Lý Đại Giang Đào chính là công pháp cao cấp nhất trong chốn giang hồ, có biết bao nhân sĩ giang hồ vì muốn cướp được nó mà đầu rơi máu chảy đấy. Em không tin đúng không? Khi nói chuyện, Lý Trạch Vũ đột nhiên dừng hấp thụ khí kình trong cơ thể của Triệu Như Mộng. Bộp bộp. Sau đó hắn điểm vài cái lên trên người đối phương, huyệt vị trên người Triệu Như Mộng được hóa giải. Em đứng lên. Lý Trạch Vũ đứng dậy trước, nói, tôi sẽ đứng ở đây cho em hút, nếu em có thể hút được một tia khí kình trên người tôi thì coi như em lợi hại. Cái gì? Triệu Như Mộng nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề, ngạc nhiên hỏi, anh để cho tôi hút. Công lực của anh sao? Nếu không thì em muốn hút cái gì? Lý Trạch Vũ nhìn từ trên cao xuống, gật đầu một cái. Là anh tự nói đó. Triệu Như Mộng sợ đối phương đổi ý, đứng dậy, đồng thời bắt đầu vận công, lập tức ấn một chưởng lên thiên linh cái của Lý Trạch Vũ. Gần như trong cùng một thời gian, Lý Trạch Vũ âm thầm vận dụng Ngự Long thần công. Trên gương mặt Triệu Như Mộng hiện lên sự nghi ngờ, dần dần mở to mắt, khóe môi hơi nhếch lên dường như đã trải qua chuyện gì đó không thể tin nổi. Đừng mè nheo nữa, em mau hút đi. Trên gương mặt của Lý Trạch Vũ lộ ra nụ cười lạnh hài hước. Gặp quỷ à. Mặc cho Triệu Như Mộng đã dùng hết tất cả vốn liếng cũng không thể hấp thụ một tia khí kình bên trong cơ thể của Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ có chút đắc ý, nói, anh không lừa em đâu, trong mắt em Lý Đại Giang Đá Ơ là công pháp cao nhất trong giới võ học nhưng ở trong mắt anh chỉ là đồ bỏ đi. Điều đó không thể nào. Triệu Như Mộng không tin. Thúc giục toàn bộ khí kình bên trong đan điền ngưng tụ ở lòng bàn tay, đánh một tiếng chống tinh thần cổ vũ bản thân hút khí kình của đối phương vào bên trong đan điền. Bùm! Ngay sau đó, một loại khí kình vô hình trực tiếp đánh cho Triệu Như Mộng lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Lý Đại Đương ra chắp hai tay ở sau lưng, trên gương mặt lộ vẻ thần bí khó lường và một nụ cười giả tạo. Tôi nói nó là đồ bỏ đi, nó chính là đồ bỏ đi. Triệu Như Mộng nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Vì sao lần nào vận dụng, Lý Đại Giang Đào trên người Lý Trạch Vũ cũng không có hiệu quả? Chẳng lẽ vì người bị hút có công lực mạnh hơn mình rất nhiều cho nên mới mất đi hiệu lực hay sao? Điều này rõ ràng không đúng mà, dù sao nó đã được kiểm chứng trên người của Hách Liên Vô Tình rồi. Lúc ấy thực lực của Triệu Như Mộng cùng lắm chỉ đến cảnh giới võ thành, mà Hách Liên Vô Tình đã đột phá cảnh giới thiên nhân rất nhiều năm rồi. Thực lực của hai bên khác xa nhau. Triệu Như Mộng vẫn có thể hút được công lực của Hách Liên Vô Tình. Vì sao lại như vậy? Triệu Như Mộng ngu ngơ đứng nguyên tại chỗ, thật sự rất muốn biết nguyên nhân. Lý Trạch Vũ nhún vai, nói, đây là bí mật. Người có được Ngự Long thần công sẽ có được thiên hạ chứ không phải là người có được Lý Đại Giang Đào sẽ có được thiên hạ. Mặc dù Lý Đại Giang Đào là công pháp cao cấp nhất trong giang hồ nhưng ở trước mặt Ngự Long thần công cũng chỉ thuộc tầm trung mà thôi. Ngự Long thần công có thể phá giải tất cả các loại công pháp trên đời này, rốt cuộc nó nghịch thiên như thế nào, có lẽ chỉ có một mình Lý Trạch Vũ biết rõ. Lý Trạch Vũ đổi đề tài, chúng ta tiếp tục thôi. Tiếp tục cái gì? Triệu Như Mộng vừa mới hỏi xong, Lý Trạch Vũ đã ra tay ấn vào huyệt vị của cô ta, sau đó tiếp tục đặt hai tay lên ngực cô ta. Tiếp tục hút em. Lý Trạch Vũ vừa hấp thụ khí kình trong đan điền của Triệu Như một, ánh vừa đánh giá dáng người là lướt của đối phương. Anh! Triệu Như Mộng xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một khe hở chui xuống, nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhắm mắt giả vờ như không có ai tồn tại trước mặt. Nhưng dù là giả vờ hay là thật thì đâu có ích lợi gì đâu.
Lý đại đương ra hút một lúc lập tức đổi sang vị trí khác, trong khoảng thời gian không đến một nén nhang những bộ phận phía trước của Triệu Như Mộng trên cơ bản đã bị hắn chạm qua vài lần. Vợ ơi, da thịt của em mềm mại thật đấy. Lý Trạch Vũ vui vẻ khen ngợi. Trong số những người phụ nữ mà hắn từng tiếp xúc qua, làn da của Trần Thanh Giao là mềm mại và bóng loáng nhất nhưng da thịt của Triệu Như Mộng không hề thua kém Triệu Thanh Giao chút nào, thậm chí còn trắng trẻo hơn. Đồ biến thái. Triệu Như Mộng cảm nhận được khí kình bên trong đan điền đã vơi đi một nửa, vốn đã rơi vào sự chán nản, đồng thời còn bị một người đàn ông lợi dụng, cảm giác bị tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần khiến cho cô ta suýt chút nữa hỏng mất. Rất nhanh, thời gian một nén nhang lại trôi qua. Bên trong đan điền của Triệu Như Mộng đã rỗng tuếch, khoảnh khắc Lý Trạch Vũ buông tay ra, cô ta trực tiếp vô lực ngã xuống đất. Lý Trạch Vũ thở dài, anh vốn định phế bỏ đan điền của em, nhưng bây giờ anh đổi ý rồi. Nếu phế bỏ đan điền của Triệu Như Mộng, như vậy sau này cô ta chẳng khác gì một kẻ tàn phế. Trên thế giới này nguy cơ trùng trùng, để cho một người phụ nữ có chút thực lực để tự bảo vệ mình cũng không phải là không thể. Nhưng Triệu Như Mộng biết công pháp Lý Đại Đào Giang, nếu để cho cô ta cơ hội, không qua bao lâu năng lực của cô ta sẽ khôi phục lên đến thực lực cảnh giới. Thiên nhân! Sau này, anh sẽ cố định ngày kiểm tra thực lực của em. Nếu anh phát hiện thực lực của em đột nhiên tăng mạnh vậy anh sẽ không cho em thêm cơ hội nữa. Nghĩ trước nghĩ sau, Lý Trạch Vũ mới nghĩ ra ý tưởng này. Lúc ban đầu Triệu Như Mộng còn vui vẻ không thôi, nhưng lời nói phía sau của Lý Trạch Vũ giống như có một chậu nước lạnh dội lên trên người cô ta. Dừng một chút, Lý Trạch Vũ bổ sung, nói, còn nữa, em đừng tưởng rằng có thể trốn thoát, chỉ cần em còn ở trên địa cầu này, anh có 100 biện pháp tìm được em. Điều này Triệu Như Mộng rất tin tưởng không hề nghi ngờ. Dù sao cô ta đã được chứng kiến thủ đoạn của Lý Đại Đương ra. Nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta sẽ trở về, mẹ của em rất lo lắng cho em. Nói xong, Lý Trạch Vũ đã quay trở lại phòng điều khiển. Triệu Như Mộng lại dùng khăn trải giường bọc lấy cơ thể, sau đó ngồi ngẩn người trên ghế sofa. Không ai biết cô ta đang suy nghĩ điều gì. Hơn một tiếng sau, du thuyền nhanh chóng chậm rãi đi vào một bến tàu. Có vài chiếc xe tụ tập ở bên bờ biển, còn có một chiếc máy bay trực thăng. Bill cầm đầu nhìn thấy du thuyền cập bờ, lập tức lấy lại tinh thần, sau đó ra lệnh, đưa quần áo cho tôi. Một người phụ nữ đưa mấy gói to vào tay cho anh ta. Một lát sau, du thuyền cập mờ. Một mình Lý Trạch Vũ rời thuyền, cầm lấy gói to trong tay Bill, sau đó quay lại du thuyền. Đi thay quần áo đi. Anh đi ra ngoài. Triệu Như Mộng yêu cầu. Đều là đôi vợ chồng già, cũng không phải chưa từng xem. Anh đi ra ngoài. Lý Trạch Vũ còn muốn giở trò lưu manh, Triệu Như Mộng cao giọng hét lớn suýt chút nữa khiến cho lỗ tai của Lý Đại Đương ra thủng mất. Một mình Triệu Như Mộng ởi vào trong toilet, cầm lấy bộ quần áo thay một lượt. Kích cỡ rất phù hợp, ngay cả kích thước của áo trong cũng không chênh lệch giống như lòng sông so với mặt biển. Dù sao Lý Đại Đương ra cũng là cao thủ săn mồi. Số người phụ nữ hắn đã chạm qua nhiều không đếm được chứ đừng nói là sờ qua, chỉ cần nhìn một cái đã có thể đoán được số đo ba vòng của đối phương. Một lát sau, Triệu Như Mộng đi từ trên du thuyền xuống. Lý Trạch Vũ ngừng nói chuyện phiếm với Bill, xoay người vẫy tay, chúng tôi đi đây. Sau khi nói xong chỉ lên một chiếc máy bay trực thăng, em đi lên đó chờ anh trước đi. Triệu Như Mộng không nói gì, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người khác. Đi lên máy bay trực thăng giống như chạy trốn. Lý Trạch Vũ ôm Bill một cái, lại bắt tay một cái. Bill vừa vẫy tay vừa nói, chờ đến khi chiến tranh giữa nước Hùng và nước Tiểu Lan kết thúc, tôi sẽ đến nước Hạ tìm anh, đến lúc đó phải giới thiệu cho tôi mấy em gái xinh xắn đấy nhé. Ok. Lý Trạch Vũ khoa tay múa chân làm một cái thủ thế, lập tức thao tác máy bay trực thăng cất cánh. Triệu Như Mộng nghiêng đầu liếc nhìn Lý Trạch Vũ một cái. Vẻ mặt trở nên phức tạp. Một lúc lâu sau, cô ta không nhìn được hỏi một câu, mẹ của tôi, bà ấy vẫn khỏe chứ? Cơ thể không có việc gì cả, nhưng mà có lẽ trái tim của bà ấy bị cô con gái bất hiếu như em khiến cho tổn thương không nhẹ. Lý Trạch Vũ không quay đầu lại, đáp. Nghe vậy, Triệu Như Mộng rơi vào trầm mặc. Không khí trở nên có chút áp lực. Lý Trạch Vũ nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của cô ta, không khỏi an ủi một câu. Lần này cứ coi như em đến kỳ phản nghịch là được rồi, sau này trở về phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ em nói, bà ấy sẽ tha thứ cho em. Ừm, Triệu Như Mộng nhẹ nhàng gật đầu. Sau 6-7 giờ, mặt trời đã phải xuống núi.
máy bay trực thăng vững vàng đáp xuống bộ lạc. Sau khi yêu cơ nhận được tin tức đã chạy tới trước. Mẹ ơi! Triệu Như Mộng nghẹn ngào gọi một tiếng. Yêu cơ bật thốt lên đáp lại, đôi mắt lập tức đỏ lên. Giải tán đi, giải tán đi. Lý Trạch Vũ phất tay ý bảo những người dân chăn nuôi ở bộ lạc rời đi. Hai mẹ con bốn mắt nhìn nhau, sau đó ôm lấy nhau. Mẹ ơi, con sai rồi. Không sao không sao, sau này con đừng tái phạm là được. Thấy một màn như vậy, Lý Trạch Vũ không hề đi lên quấy rầy, biết điều lựa chọn rời đi. Lý Trạch Vũ đúng lúc này, Triệu Như Mộng nhẹ nhàng đẩy yêu cơ ra, từ phía sau đuổi tới. Lý Trạch Vũ xoay người nhìn lại, còn có việc gì sao? Dường như Triệu Như Mộng đã lấy lại dũng khí, hỏi anh. Anh, trước đó anh gọi em là bà xã, là nhận em rồi đúng không? Hả? Lý Trạch Vũ hơi ngẩn ra, vốn định nói rằng, chỉ là lời nói đùa mà thôi, thật sự không đảm đương nổi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mong chờ của Triệu Như Mộng thì không khỏi cười khẽ, nói, đương nhiên là nhận thật rồi, chúng ta đã bái đường rồi mày. Hi hi. Triệu Như Mộng nở nụ cười. Nhớ kỹ lời trước đó anh nói, anh sẽ chọn ngày đến thăm em. Trước khi rời đi Lý Trạch Vũ không quên nhắc nhở Triệu Như Mộng một câu như vậy. Hừ. Vẻ mặt của Triệu Như Mộng đang vui vẻ bỗng dưng nghiêm mặt, xoay người muốn đi. Lý Trạch Vũ cũng thả người nhảy lên máy bay trực thăng nhưng lại không định về nhà mà là muốn đến đảo Thiên Đường một chuyến. Đảo Thiên Đường. Biết Lý Trạch Vũ tới, Cung Vô Địch đích thân dẫn theo con gái là Cung Nghê Thường. Cung Nghê Thường đi đón tiếp. Lý Thiếu Hiệp. Lý Thiếu Hiệp. Chào Cung Đảo Chủ, chào người đẹp. Lý Trạch Vũ chào hỏi vài câu với hai cha con Cung Vô Địch xong thì được dẫn vào trong chủ đường. Hầu nữ bưng ra vài tách trà long tỉnh loại hảo hạng. Nếu năm ngoái không nhờ Lý Thiếu Hiệp chữa khỏi hỏa độc cho tôi thì chỉ sợ năm nay tôi và cậu không có cơ hội gặp được nhau rồi. Trong lời nói của Cung Vô Địch còn mang theo lòng biết ơn. Lý Trạch Vũ không những chữa khỏi hỏa độc trong người ông ta mà còn dẫn đầu xông vào thiên quan, giúp ông ta tra ra được kẻ phản bội luôn ẩn náu bên cạnh mình. Cung đảo chủ khách sáo quá. Lý Trạch Vũ không ra vẻ, trái lại còn biểu đạt cảm xúc trong lòng ra, hành y cứu giúp người là trách nhiệm và thói quen người hành nghề y chúng tôi. Lý Thiếu Hiệp, cậu rất đỉnh. Cung Vô Địch giơ ngón tay cái lên. Tuy rằng Cung Nghê Thường đứng cạnh không nói gì, nhưng ánh mắt khi nhìn Lý Trạch Vũ lại tràn ngập kính trọng. Sau vài câu chào hỏi, Cung Vô Địch ra lệnh cho thuộc hạ của mình đi chuẩn bị một bữa tiệc tối phong phú. Thịnh tình khó chối, Lý Trạch Vũ đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Nghê Thường, mau mời Lý Thiếu Hiệp thêm vài ly đi. Cung Vô Địch nháy mắt với con gái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Nghê Thường đỏ bừng, sau đó nâng ly lên nói, Lý Thiếu Hiệp, tôi mời anh một ly. Lý Trạch Vũ không từ chối ai, bèn uống một hơi cạn sạch ly rượu. Tử lượng của Lý Thiếu Hiệp tốt quá, nào, để tôi mời cậu một ly nữa. Cung Vô Địch lại nghênh đón, dường như không muốn để Lý Trạch Vũ có cơ hội nghỉ ngơi. Cụng ly mời rượu qua lại liên tục, lúc này Cung Vô Địch và Cung Nghê Thường đã ngà ngà say, còn đại đương ra lại bình thường như thể không có gì. Lý Thiếu Hiệp, cậu cảm thấy con bé Nghê Thường này thế nào? Cung Vô Địch ôn hòa hỏi một câu. Lý Trạch Vũ ngẩn người, hình như vừa đoán được ý của ông ta. Đúng như đã đoán. Cung Vô Địch mượn men rượu nói lời trong lòng, con bé Nghê Thường này được người ta công nhận đẹp nhất võ lâm, không biết Lý Thiếu Hiệp cảm thấy thế nào. Ông đây không phải nguyên phương, chỉ có thể dùng mắt nhìn thôi. Ánh mắt mọi người sáng như sao, cô cung xứng đáng là người đẹp nhất võ lâm. Lý Trạch Vũ sợ ông ta lại lắm nhảm về đề tài này, bèn đổi chủ đề sang hướng khác, Cung đảo chủ. Hôm nay tôi tới đảo Thiên Đường là vì chuyện khác. Điều này dù là Cung Vô Địch hay Cung Nghê Thường đều có thể đoán ra, họ chỉ không biết tại sao Lý Trạch Vũ lại đột ngột tới thăm. Cung Vô Địch nâng tay ra hiệu mời, rồi nói, Lý Thiếu Hiệp có gì cứ nói, đừng ngại. Nơi này không có người ngoài. Vậy tôi không thừa nước đục thả câu nữa. Vừa nói Lý Trạch Vũ vừa nhìn về phía Cung Nghê Thường, cô Cung, cô có biết một người tên Brandy không? Vẻ mặt Cung Nghê Thường chợt thay đổi. Nét mặt của Cung Vô Địch cũng trở nên căng thẳng. Lý Thiếu Hiệp, sao cậu lại hỏi chuyện này? Cung Nghê Thường hỏi ngược lại. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ đã chắc chắn Brandy không nói dối, hiển nhiên Cốt Cầm đang ở đảo Thiên Đường. Cô Cung đừng căng thẳng, tôi và Brandy là anh em Chí Cốt. Lý Trạch Vũ trợn mắt nói dối. Chẳng qua Brandy đã chết rồi, nếu không kiểu gì cũng chỉ tay vào mũi người này rồi mắng, là anh em mà cậu còn đặc biệt làm thịt tôi.
quỷ mới làm anh em với cậu. Thật không? Cung Nghê Thường nửa tin nửa ngờ, trong lòng hơi cảnh giác. Lý Trạch Vũ gật đầu, nói, tôi và Brandy là anh em cắt máu ăn thề, quan hệ vô cùng tốt, tốt không nói nên lời, tốt tới mức giữa hai người chúng tôi không có bí mật. Ví dụ như hắn ta có để một thứ rất quan trọng ở chỗ cô cung. Lý Thiếu Hiệp nói đùa, quan hệ giữa tôi với Brandy chỉ thoáng qua nhạt nhẽo như nước, sao hắn có thể đưa đồ quan trọng như vậy cho tôi được? Cung Nghê Thường lắc đầu phủ nhận. Nhưng chuyện Lý Trạch Vũ đã xác nhận thì sao có thể tin vào lời nói dối của cô ấy được chứ? Hắn bật cười, không nói dối gì cô cung, hôm nay tôi tới đây là để lấy thứ đó giúp người anh em của tôi. Lý Thiếu Hiệp, tôi thực sự không biết anh đang nói gì cả. Cung Nghê Thường tiếp tục giả ngu. Sắc mặt Lý Trạch Vũ tối sầm lại, nói, cô cung, ý cô là không tin tôi. Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Cung Vô Địch vội vàng vỗ về hai người, Lý Thiếu Hiệp, Nghê Thường, có gì từ từ nói, chúng ta là người mình cả. Ha ha! Lý Trạch Vũ chắp tay với Cung Vô Địch, sau đó nói, Cung đảo chủ, có lẽ từ trước tới giờ tôi chưa từng coi hai người là người ngoài. Trước đó cô cung để tôi xông vào thiên quan, tôi đã gác xuống chuyện quan trọng của mình để tới nơi. Hẹn, nhưng mà... Vừa nói tới đây, hắn đột ngột nâng giọng, lòng son hướng trăng sáng, trăng lại chiếu kênh mương. Vậy mà cô cung lại không tin tưởng tôi. Lý Thiếu Hiệp nói đùa. Cung Nghê Thường mỉm cười, sửa lời, đúng là trước đó ngài Brandy có đưa cho tôi một thứ, nhưng không cất ở chỗ của tôi. Đưa. Lý Trạch Vũ cau mày, hơi bất mãn nói. Người anh em nói với tôi là cất giữ, chứ không phải đưa. Là ngài ấy đưa cho tôi. Hắn nói là cất giữ. Hai bên không ai chịu đổi lời. Thấy bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng, Cung Vô Địch toát mồ hôi lạnh, vội vàng khuyên nhủ, Nghê Thường, rốt cuộc Brandy gì đó đã đưa cho con cái gì? Không có gì cả. Rõ ràng Cung Nghê Thường không muốn nói tới. Lý Trạch Vũ cười khẩy, là một cây cầm đúng không? Nghe thấy vậy. Con người của Cung Nghê Thường co rụt lại. Người anh em của tôi nói là cất giữ, không phải đưa. Giờ tôi tới đây lấy về thay hắn, mong cô cung đừng làm tôi phải khó xử. Lý Trạch Vũ cười lạnh, khỏi cần nói tới hàm ý uy hiếp bên trong. Cung Nghê Thường tỏ ra điềm nhiên đáp lại, đó là thứ ngài Brandy đưa cho. Tôi, đương nhiên nếu ngài ấy đã muốn lấy lại thì tôi cũng không thể nói gì. Được, tuy nhiên phải tự ngài ấy tới đòi tôi mới được. Tôi đã nói rồi. Tôi và Brandy là anh em cắt máu ăn thề, không lẽ cô cung vẫn chưa tin? Vấn đề không phải tin hay không tin, mà là về nguyên tắc. Thái độ của Cung Nghê Thường rất kiên quyết. Lý Trạch Vũ hơi tức giận, đanh giọng nói, cô cung, hôm nay tôi phải mang thứ kia đi. Nếu cô cung còn làm khó tôi, vậy thì tôi cũng không để cô cung thoải mái đâu. Lý Thiếu Hiệp đừng kích động. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng Cung Vô Địch, sau đó ông ta quay sang khuyên. Nhủ con gái. Nghê Thường, chỉ là một cây cầm thôi mà, còn giao nó cho Lý Thiếu Hiệp đi. Không nói tới việc Lý Trạch Vũ là ân nhân cứu mạng của ông ta thì ít nhất cũng từng thấy thực lực của người này rồi. Vì thế trừ khi gặp tình huống bất đắc dĩ, nếu không ông ta không hề muốn lật mặt với Lý Trạch Vũ. Cha! Cung Nghê Thường muốn nói lại thôi, sau khi im lặng một lúc, cô ấy lại nói với Lý Trạch Vũ, Lý Thiếu Hiệp. Nếu anh nói ngài Brandy bảo anh tới lấy thứ đó thì liệu có thể chờ tôi liên lạc xác nhận với ngài Brandy đã hay không? Được thôi, cô cứ việc liên lạc với hắn. Tuy nói như vậy, nhưng lúc này Lý Trạch Vũ đang cười như điên trong đầu. Dù sao Brandy cũng bị hắn làm thịt từ lâu, người chết không có đối chứng, hắn nói thế nào chẳng được. Cha ra ngoài với con một lát, Cung Nghê Thường nói. Cung Vô Địch đứng dậy gật đầu với Lý Trạch Vũ, Lý Thiếu Hiệp, cậu chờ thêm một lát nhé. Chúng tôi sẽ quay lại ngay. Cung đảo chủ cứ tự nhiên, Lý Trạch Vũ không để tâm đáp lại. Dù sao hôm nay tới đây hắn đã quyết tâm phải lấy được cốt cầm, nếu bên họ dám không giao ra thì đừng trách hắn trở mặt không nhận người. Hai cha con Cung Vô Địch và Cung Nghê Thường đi vào một căn phòng bí mật. Rốt cuộc đó là thứ gì? Tại sao lại khiến thằng nhóc kia để ý tới vậy? Cung Vô Địch căng mặt nói. Cung Nghê Thường nói với vẻ mặt nghiêm trọng, để con gọi điện thoại đã. Vừa nói vừa cầm điện thoại gọi giấy số quốc tế đầu tiên. Xin chào, số điện thoại bạn đang gọi không kết nối. Sao lại không kết nối được? Nghe thấy giọng nói nhân tạo vang lên từ điện thoại, Cung Nghê Thường ngây người. Nghê Thường, cuối cùng đó là thứ gì? Cung Vô Địch tò mò hỏi. Cung Nghê Thường quay sang nhìn cha, mặt mày nghiêm trọng, cha, đó là cốt cầm.
cốt cầm. Đầu óc Cung Vô Địch như lạc vào sương mù. Cung Nghê Thường giải thích kỹ càng hơn, cây cốt cầm này chính là một trong 13 thánh khí của tộc bất tử. Ngoài ra nó còn liên quan tới bí mật. Trường sinh bất lão. Vừa nghe thấy bốn chữ trường sinh bất lão, ánh mắt của Cung Vô Địch đã dựng thẳng lên. Ai cũng từng có ảo tưởng này, thọ ngang với đất trời, sống mãi không chết được. Nhưng Cung Vô Địch biết chuyện đó chỉ tồn tại trong những câu chuyện thần thoại xưa cũ. Bây giờ thấy bộ dạng của con gái không giống đang nói đùa, bèn nghỉ ngờ hỏi, con có biết mình đang nói gì không? Cha, con không bao giờ lừa cha cải. Lúc đầu là do cha mắc hỏa độc, con không còn cách nào đành phải tới phương Tây tìm tộc bất tử. Cung Nghê Thường kể lại rõ ràng những chuyện xảy ra vào vài năm trước khi tới phương Tây. Sau khi nghe xong, Cung Vô Địch kinh ngạc há hốc miệng. Quỷ hút máu, tộc bất tử. Một lúc sau Cung Vô Địch mới bình tĩnh lại, sợ hãi nói, con điên rồi à. Cha thà chết luôn còn hơn biến thành quái vật phải cần máu mới sống được. Cha, nghe con nói hết đã. Cung Nghê Thường giải thích, chỉ cần lấy được hoa trường sinh thì tộc bất tử sẽ không sợ ánh mặt trời, không cần dùng máu tươi để sống. Ngoài việc trường sinh bất lão ra thì họ không khác gì người bình thường cả. Hoa trường sinh là cái gì? Thực sự có thứ thần kỳ như vậy sao? Cung Vô Địch nửa tin nửa ngờ. Cung Nghê Thường chắc nịch, chỉ cần có cốt cầm là có thể tìm được hoa trường sinh, vì vậy chúng ta không thể chắp tay nhường cốt cầm được. Đúng vậy, không thể đưa cậu ta được, Cung Vô Địch gật mạnh. Tuy rằng Lý Trạch Vũ có ân với ông ta, nhưng không một ai có thể chối từ được trường sinh bất lão cả. Vì thế lòng ông ta hoàn toàn bị hấp dẫn. Thực lực của Lý Trạch Vũ cao thâm, lại còn khó lừa gạt. Muốn anh ta rời đi e rằng không hề dễ. Cung Nghê Thường lo lắng nói. Cung Vô Địch phung tay, nói, không lẽ cậu ta dám cướp trắng trợn à? Cung Nghê Thường khuyên nhủ, cha, không thể khinh thường anh ta được. Vu giáo do một mình anh ta tiêu diệt, với lại. Con nghe nói Vô Tình Thần Cung đã ẩn náu nhiều năm trong bóng tối cũng bị anh ta diệt trừ hết. Thế thì sao, nơi này chính là đảo Thiên Đường. Cung Vô Địch không hề sợ hãi. Nơi này là địa bàn của ông ta, cao thủ đầy rẫy. Cho dù thực lực của Lý Trạch Vũ mạnh tới đâu chăng nữa, một khi tiêu hao năng lực thì chỉ có cái chết. Cung Nghê Thường gật đầu, thở dài, dù thế nào anh ta cũng từng cứu mạng cha, nếu không tới mức hết cách thì tốt nhất không nên trở mặt. Nói thế nào cũng không thể giao đồ ra được, nếu thằng nhóc đó dám làm căng thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Trường sinh bất lão. Trái tim Cung Vô Địch đập loạn xạ. Thấy vậy, vẻ mặt Cung Nghê Thường trở nên phức tạp. Một lát sau, hai cha con họ đi tới trước mặt Lý Trạch Vũ. Cung Vô Địch tỏ ra vui vẻ chào đón, nói, Lý Thiếu Hiệp, khiến cậu phải chờ lâu rồi. Không sao, Lý Trạch Vũ nâng tay lên, ra hiệu, bây giờ có thể giao đồ ra được chưa? Ặc, Cung Vô Địch muốn nói lại thôi, sau đó liếc mắt nhìn về phía con gái. Cung Nghê Thường lên tiếng tỏ rõ thái độ, Lý Thiếu Hiệp, ngài Brandy không bảo tôi đưa đồ cho anh. À, Lý Trạch Vũ nhún vai, cười khẩy, ý của cô là, hồi nãy tôi chờ lâu như vậy chỉ tốn công. Bầu không khí lại trở nên căng thẳng, Lý Thiếu Hiệp, cậu chữa khỏi hỏa độc cho tôi nên tôi và toàn bộ đảo Thiên. Đường này luôn ôm lòng cảm kích với cậu, chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được thì xin Lý Thiếu Hiệp cứ nói. Có điều, nói tới đây, Cung Vô Địch nheo mắt lại. Thái độ hơi bất mãn, cái loại chuyện cướp đồ kiểu này, tôi khuyên Lý Thiếu Hiệp không nên làm. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Cậu chữa hết bệnh cho tôi có thể cho cậu chỗ tốt. Nhưng cậu dám cướp đồ của chúng tôi thì đừng trách chúng tôi không niệm tình xưa. Cung đảo chủ nói sai rồi, tôi nói cướp đồ khi nào? Lý Trạch Vũ cười khẩy, tôi nói không chỉ một lần, Brandy và tôi là anh em, là hẳn bảo tôi tới đây lấy đồ về. Chỉ có các người cứ liên tục không chịu phối hợp. Ngài Brandy không báo với tôi, Cung Nghê Thường đứng bên cạnh lập tức bổ sung. Khóe miệng Lý Trạch Vũ hơi nhếch lên, bởi vì hắn không có cách nào báo với hai người cả. Hả? Cung Nghê Thường và Cung Vô Địch quay sang nhìn nhau, trên mặt tràn đầy thắc mắc. Lý Trạch Vũ bật cười, nói tiếp, bởi vì người anh em của tôi đã chết, vậy nên không có cách nào báo với hai người cả. Brandy đã chết. Sắc mặt Cung Nghê Thường thay đổi, kinh hãi hỏi. Thực lực của ngài Brandy mạnh như vậy, lại còn có thân thể dũng mãnh của tộc bất tử nữa, dù trên đời có người đánh bại được ngài ấy đi chăng nữa, chỉ cần ngài ấy muốn trốn thì gần như không một ai có thể ngăn cản được cải. Lúc đầu khi cô ấy tới bán đảo Grandview gặp phải Brandy, cô ấy chỉ biết người này có địa vị trong tộc bất tử.
Ngoài ra lần đó cô ấy dẫn theo rất nhiều thủ hạ, vậy mà trong tình huống đó mọi người liên thủ vẫn không thể chạm được vào ống tay áo của Brandy. Qua đó có thể xác định thực lực của Brandy sánh ngang với cường giả cảnh giới thiên nhân ở phương Đông. Khi hiện tại nghe thấy Lý Trạch Vũ nói Brandy đã chết, phản ứng đầu tiên của cô ấy là khiếp sợ, sau đó là không tin nổi. Nếu tôi nói chính tôi là người làm thịt hắn thì sao? Lý Trạch Vũ thầm ý nói. Soạc, lời nói chưa làm kinh động lòng người chết thì chết không yên. Vài phút trước vẫn còn đang thề thốt nói Brandy là anh em, là bạn chí cốt của mình. Vài phút sau đã nói mình là người giết chết Brandy. Lý Thiếu Hiệp, cậu đã giết chết anh em của mình. Không chỉ có Cung Nghê Thường tỏ ra khó tin, mà ngay chính Cung Vô Địch cũng cảm thấy đầu óc rối loạn. Lý Trạch Vũ mở tay, nói, tôi vì đại nghĩa diệt thân có vấn đề gì không? Ặc, Cung Vô Địch hoàn toàn cạn lời. Cung đảo chủ, cô Cung, tôi bắt buộc phải có cốt cầm, mong rằng hai người đừng khiến tôi phải khó xử. Đột nhiên Lý Trạch Vũ nâng cao tông giọng, hiển nhiên đã mất hết toàn bộ. Kiên nhẫn, bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Cung Nghê Thường liếc mắt nhìn cha một cái, ông ta lập tức hiểu ý. Bốp bốp bốp, Cung Vô Địch vỗ tay. Vèo vèo vèo. Ngay tức khắc có mười mấy bóng người liên tục lao vào chủ đường, nam nữ già trẻ đều có. Người nào người nấy đều đang nhìn chằm chằm vào Lý Trạch Vũ. Bằng ánh mắt bất thiện, Cung Vô Địch chắp tay sau lưng, không hề cảm thấy sợ, Lý Thiếu Hiệp, mong rằng cậu cũng đừng khiến tôi phải khó xử. Lý Trạch Vũ thở dài, nhìn về phía hai cho con Cung Vô Địch bằng ánh mắt thương tiếc. Rượu mời không uống, cứ thích uống rượu phạt. Thực lực của Lý Trạch Vũ rất mạnh. Cho dù là Cung Nghê Thường hay Cung Vô Địch đều rất rõ ràng điều này. Thế nhưng nơi này là đảo Thiên Đường, hai cha con bọn họ không sợ hãi. Khi Lý Trạch Vũ vừa dứt lời rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, hai bóng người như phi tên vọt đến. Một ông già và một bà già. Tay ông già cầm một thanh kiếm dài, mà trong tay bà lão kia lại cầm một cây roi chín phân. Muốn chết, Lý Trạch Vũ đá bay ghế tựa bên cạnh. Roi chiến phân trong tay bà lão đã quật gãy ghế dựa, ngay sau đó kiếm dài của ông lão đã ở gần sát mặt Lý Trạch Vũ. Keng, một tiếng. Cơ thể Lý Trạch Vũ thoải mái tránh đi, kiếm chém vào bàn gỗ, cũng đúng lúc này, Lý Trạch Vũ duỗi tay bóp chặt cổ họng ông lão. Không. Ông lão kia chỉ nói được một chữ, sau đó nghe thấy hai tiếng, răng rắc, cổ đã bị bẻ gãy. Bà già kia ngửi thấy mùi nguy hiểm nên muốn rút lui. Nhưng Lý Trạch Vũ hoàn toàn không cho bà ta chút cơ hội nào, hắn nhảy người lên đuổi theo. Chỉ trong nháy mắt, Lý Trạch Vũ nện một quyền rất mạnh vào lưng bà lão. Phụt, bà lão hộc một ngụm máu lớn, đảo chủ cứu tôi. Nước xa không cứu được lửa gần, cho dù Cung Vô Địch muốn ra cũng đã không kịp. Chỉ thấy Lý Trạch Vũ giẫm nát đầu bà lão, óc trắng hồng văng khắp nơi. Mọi thứ nhìn như thong thả, nhưng thật sự chỉ chưa đến một phút đồng hồ. Hai gã cường giả thuộc cảnh giới tông sư đã chết trong tay Lý Trạch Vũ. Khủng bố như vậy. Không chỉ có Cung Vô Địch và Cung Nghê Thường hoảng sợ, những người vừa xông vào đều run rẩy. Cung Nghê Thường, ông đây hỏi ông một lần cuối cùng, rốt cuộc có muốn giao ra không? Lý Trạch Vũ nhìn bốn phía, khí thế bế nghĩa thiên hạ toát ra khắp người. Thẳng thắn mà nói, Cung Nghê Thường có hơi sợ hãi, thực lực của Lý Trạch Vũ hoàn toàn ngoài dự đoán của cô ấy. Mặc dù trên đảo có nhiều cao thủ, nhưng ngộ nhỡ Lý Trạch Vũ chạy trốn được, cô ấy không tưởng tượng được hắn sẽ trả thù thế nào. Dù sao Lý Trạch Vũ cũng là minh chủ võ lâm, có nguồn gốc từ Tam Đại Thánh Địa. Cung Nghê Thường cho Cung Vô Địch một ánh mắt, ý là chịu thua. Nhưng Cung Vô Địch đã hoàn toàn điên rồi, ông ta chém đỉnh chặt sắt nói, cậu nằm mơ đi, đừng mơ chúng tôi sẽ chắp tay dâng cốt cầm cho cậu. Đối với mặt chuyện trường sinh bất lão, không ai có thể tê cự từ chối được loại hấp dẫn này. Cung Nghê Thường còn muốn khuyên nhủ, nhưng Cung Vô Địch đã quyết tâm, ông ta vung tay, cùng tiến lên, ai bắt được thằng nhãi này, tôi sẽ cho người. Đó là phó đảo chủ. Mặc dù thực lực của Lý Trạch Vũ khiến người ta kiêng kỵ, nhưng nếu đã có thưởng lớn, ắt sẽ có anh hùng. Phó đảo chủ đảo Thiên Đường. Dưới một người, trên hàng trăm người, tương lai không thể tưởng tượng được. Có bao nhiêu tiền tài? Một gã đàn ông trung niên dẫn đầu xông lên, Chu lão nhị, đừng hòng tranh công với ông đây, cút hết, thằng nhóc này là của tôi. Mười người không cam lòng yếu thế, người sau nối tiếp người trước nhằm về phía Lý Trạch Vũ. Cha, những người này không ngăn được hắn, Cung Nghê Thường lo lắng khuyên nhủ. Cung Vô Địch khoát tay áo, ông ta nói,
yên tâm, cha đã điều mọi người lại đây, thằng nhóc này không ngóc đầu nổi. Thế nhưng, đừng nói nữa, tuyệt đối không thể giao cốt cầm cho người khác được. Cung Nghê Thường còn chưa nói xong, Cung Vô Địch đã mạnh mẽ cắt ngang. Một lát sau, hơn 200 người tập hợp ở bên ngoài chủ đường, người có thực lực yếu nhất trong số này cũng đã đạt đến cảnh giới đại thừa, người mạnh nhất đã đạt đến cảnh giới võ thánh. Cung Vô Địch lại càng tự tin hơn, ông ta khinh thường, Lý Trạch Vũ, Cung Mỗ vẫn nói câu kia, chỉ cần cậu không nhớ thương đến cốt cầm, nể tình cậu chữa khỏi hỏa độc cho tôi, Cung Mỗ có thể tha cho cậu. Bịch, Lý Trạch Vũ đánh bay một lão già cuối cùng, hắn nhìn bên ngoài chủ đường đông kín người, không khỏi nhíu mày. Hắn Vô Địch, nhưng không phải thần tiên. Nếu bị mấy trăm cường giả bao vây tấn công, vậy hắn nên tìm mảnh đất nào? Có phong thủy trước. Lý Trạch Vũ, dừng tay đi. Cung Nghê Thường hết lời khuyên nhủ, bên ngoài đều là người của chúng tôi. Lý Trạch Vũ nheo mắt lại, hắn thoáng trầm ngâm, thở dài, được rồi, vậy không đánh. Cái gì? Cung Vô Địch nghe vậy thì mắt sáng lên, ông ta cười ha ha, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, như vậy là đúng. Cung Nghê Thường thở phào, trong lòng cô ấy thật sự không muốn trở mặt với Lý Trạch Vũ. Tạm biệt, Lý Trạch Vũ chắp tay, xoay người đi ra ngoài, đi rồi. Cung Vô Địch không thể tin được Lý Trạch Vũ sẽ dễ dàng dừng tay như vậy. Lý Trạch Vũ dừng lại, hắn tức giận nói đồ, không đi thì ở đây ăn Tết à? Lẽ nó, mấy người không chịu cho tôi. Cung Vô Địch không biết nên nói gì. Tránh sai. Lý Trạch Vũ hét lên. Hơn 200 người đứng cản trước mặt hắn đều nhìn về phía Cung Vô Địch, thấy người sau khẽ gật đầu, nhanh chóng tản ra một con đường nhỏ để Lý Trạch Vũ đi. Cung Nghê Thường nhìn theo bóng lưng Lý Trạch Vũ rời đi. Vẻ mặt cô ấy hơi lo lắng. Nghê Thường, con nói xem thằng nhóc này có dở trò không? Trong lòng Cung Vô Địch không chắc, ông ta cảm thấy Lý Trạch Vũ sẽ không chết tâm. Cung Nghê Thường nhíu mày nói, con từng điều tra hắn, hắn chính là người không chịu thiệt. Cung Vô Địch nghe vậy, ông ta bỗng hối hận vì xé rách ra mặt với Lý Trạch Vũ, nhưng tưởng tượng có thể trường sinh bất tử, suy nghĩ đó lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ cần có thể trường sinh bất tử, lấy oán trả ơn thì có là gì? Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ tự lái máy băng trực thăng chậm rãi cất cánh, đồng thời hắn lấy điện thoại ra gọi cho dãy số đầu tiên. Alo, giọng của Lý Định Quốc truyền đến. Lão Lý, cháu bị người ta bắt nạt, lập tức cho quân mũi nhọn đuổi đến sông Thương Lan. Cái gì? Lý Định Quốc nghe thấy có người bắt nạt cháu trai mình, đầu tiên ông cụ không tin, dù sao ông ấy không chỉ nhìn thấy thực lực của cháu trai một lần. Nhưng mà khi ông ấy nghe được có người lấy nhiều địch ít, ông ấy tức giận nói, con mẹ nó, Đào Thiên Đường đúng không? Ông đây thề sẽ san bằng đất của ông tai. Cúp điện thoại, Lý Trạch Vũ lại gọi cho ba sư phụ của mình, kể chuyện mình gặp phải, muốn ba sư phụ đòi lại công lý cho hắn. Thiền Lâm Tự. Hòa Thượng Đức Chí bị điện thoại đánh thức, anh ta đang định hỏi thăm tổ tiên của đối phương, nhưng vừa nhìn thấy là điện thoại của sư phụ gọi đến, anh ta sợ hãi giật mình. Sư phụ. Ngài có gì phân phó? Lập tức triệu tập đệ tử đến đảo Thiên Đường, ta muốn róc xương lóc thịt Cung Vô Địch. Giọng tức giận không thể kìm nén của Hòa Thượng Nhất Trinh truyền đến. Một lát sau, Hòa Thượng Đức Chí triệu tập 100 đệ tử tinh anh, trong đó có thập bát La Hán, tam thập lục của Viện Đạt Ma. Một đám người đầu bóng loáng đi đến đảo Thiên Đường, gần như cùng lúc đó. Hai thánh địa đạo môn, Tiêu Giao Cung cũng đều điều động hơn 100 đệ tử tinh anh. Muốn đi tìm lại công lý cho sư thúc thay sư phụ bọn họ. Không chỉ có vậy, các đại phái Nga Mi, Hoa Sơn, Không Động cũng đều hưởng ứng hiệu lệnh của Minh Chủ Võ Lâm. Rạng sáng, hơn 1.000 nhân sĩ Võ Lâm lục đục đến sông Thương Lan. Khi tin này truyền đến đảo Thiên Đường, cả người Cung Vô Địch tê dần. Cung Nghê Thường như ngồi trong đống lửa, cô ấy nghĩ rằng Lý Trạch Vũ, sẽ trả thù, nhưng không ngờ cuộc trả thù sẽ đến nhanh như vậy. Nhanh đến mức hai cha con cô ấy còn chưa nghĩ ra cách đối phó. Tam đại thánh địa, các đại phái trong võ lâm, nghe nói còn có binh sĩ với súng ống đầy đủ, ngay cả xe tăng và máy bay đều có. Người đàn ông đang bẩm báo thấy ánh mắt Cung Vô Địch trống rỗng, có khả năng bị nhồi máu não bất cứ lúc nào, thế là hắn ta không dám nói tiếp. Cung Nghê Thường đỡ cha cô ấy dậy, nói, cha ơi, tới nước này thì chỉ có thể giao đồ ra. Dĩ nhiên có rất nhiều người hướng tới việc trường sinh bất lão, thế nhưng nếu mạng sống mà cũng không có thì mọi thứ đều là phù du. Không được. Cung Vô Địch lấy lại tinh thần, thái độ kiên định lạ thường, phải liều mạng với bọn họ,
Đảo Thiên Đường chúng ta đứng vững mấy trăm năm nên không dễ bị bắt nạt như vậy. Cho dù đối phương có nhiều người, cao thủ nhiều như mây, nhưng nơi này là địa bàn của ông ta, dựa vào việc hiểu rõ hoàn cảnh địa lý để tự tay sắp xếp huyền cơ cho bọn họ, trên đời này bất kỳ thế lực nào cũng khỏi phải nghĩ đến việc tùy tiện gặm cục xương này. Cha, chúng ta đấu không lại Lý Trạch Vũ. Cung Nghê Thường còn muốn khuyên ngăn. Cung Vô Địch khoát tay ngăn cản nói, ý cha đã quyết, Nghê Thường con đừng nói nữa. Ôi, Cung Nghê Thường thở dài, đột nhiên cảm thấy biết vậy chẳng làm. Nếu như tối hôm qua cô ấy đưa cốt cầm cho Lý Trạch Vũ thì sẽ không xảy ra tình trạng như vậy. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người trong đảo hãy sẵn sàng cho trận chiến, giết chết toàn bộ những người muốn lên đảo cho tôi. Cung Vô Địch thể hiện thái độ hống hách. Vì hướng tới, Trường Sinh Bất Lão, ông ta có ý chí mạnh mẽ để bẻ tay anh hùng thiên hạ. Âm ầm, nhưng mà đúng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Sắc mặt Cung Vô Địch bất ngờ thay đổi, đã xảy ra chuyện gì? Động đất à? Đảo chủ. Một người đàn ông trẻ tuổi chạy vào trong, ôm quyền bẩm báo, có người ném bom vào đảo chúng ta. Âm ầm, âm ầm. Hắn ta còn chưa dứt lời thì tiếng nổ vang lên liên tục. Trên đảo Thiên Đường có không ít phụ nữ và trẻ nhỏ, bọn họ mới thấy chiến tranh ở trên TV, đây là lần đầu tiên bọn họ trải qua chuyện này trong hiện thực. Nghe nói Minh Chủ Võ Lâm dẫn người muốn san bằng đảo Thiên Đường của chúng ta. Tại sao hắn lại làm như vậy với chúng ta? Không biết, nghe nói đảo chủ lấy đồ của người ta. Trong phút chốc mọi người ở trên đảo đều bàng hoàng. Trong thời gian đó, trên sông Thương Lan có mười mấy du thuyền cỡ lớn đang trôi nổi, mỗi chiếc du thuyền đều chật ních Võ Lâm nhân sĩ. Lý Trạch Vũ dẫn đầu đứng trên bong tàu, dùng kính viễn vọng quan sát tình hình trên đảo. Thiếu chủ, dựa theo lời dặn dò của ngài, tay đại bác của chúng ta không tấn công người trên đảo, chỉ là ném bom lên mấy tòa nhà kiến trúc. Tăng Thiết Nghiêu tới bẩm báo. Lý Trạch Vũ đặt ống nhòm xuống, gật đầu phân phó, dừng ném bom trước, chờ mệnh lệnh của tôi. Tăng Thiết Nghiêu rời khỏi bong thuyền. Lúc này Bạch Tố Y đi tới, Lý Sư Huynh, vì sao anh không nổ bom tiếp? Mục đích của tôi không phải giết người. Lý Trạch Vũ cũng không quay đầu lại đáp. Từ trước đến nay Bạch Tố Y đều bất hòa với Cung Nghê Thường, điều này cũng không phải là bí mật gì trong giới võ lâm. Khi cô ấy nghe người ta nói Lý Trạch Vũ muốn san bằng đảo Thiên Đường, thế là xung phong nhận việc muốn tự mình dẫn dắt đội ngũ. Chờ một chút. Lý Trạch Vũ đột nhiên xoay người lại, kinh ngạc nhìn Bạch Tố Y, cô vừa mới gọi tôi là gì? Lý Sư Huynh. Khuôn mặt nhỏ của Bạch Tố Y đỏ lên, ngượng ngùng đến không dám nhìn thẳng Lý Trạch Vũ. Trong khoảng thời gian trước Ngọc Phượng Hoàng đã giải trừ quan hệ thầy trò với cô ấy, đồng thời thông báo cho toàn bộ võ lâm biết. Ngay sau đó Ngọc Linh Lung quay về Tiêu Giao Cung, cảm thấy cho dù bà sắp xếp chức vị gì cho Bạch Tố Y đều sẽ thấp hơn Lý Trạch Vũ một thế hệ, thế là tự mình nhận Bạch Tố Y làm đệ tử cuối cùng của mình. Chuyện Ngọc Phượng Hoàng từng là sư phụ của cô ấy lại trở thành sư tỷ muội của mình khiến Bạch Tố Y cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, sư phụ và sư tổ làm như thế vì muốn làm mối cho cô ấy và Lý Trạch Vũ. Nếu như là người mà Bạch Tố Y không thích, với tính cách quả quyết thì cô ấy sẽ không đồng ý, nhưng người đó là Lý Trạch Vũ. Cô ấy không muốn lừa mình dối người, cô ấy thật sự thích người đàn ông này. Cho dù cô ấy sẽ bị không ít người trong võ lâm chế nhạo thì cũng kiên trì đồng. Cô, gương mặt Lý Trạch Vũ co rút vài lần, chỉ cảm thấy nhức đầu. Người thông minh như hắn, sao lại không đoán được đây là chủ ý của Ngọc, Linh Lung? Lý Sư Huynh, có phải huynh ghét bỏ muội không? Bạch Tố Y ngẩng đầu, trong đôi mắt to hiện lên nước mắt. Lý Trạch Vũ khoát tay áo, sao tôi ghét cô được, chỉ là... Như vậy là đủ rồi. Ngọc Linh Lung ngắt lời hắn. Cô ấy biết Lý Trạch Vũ muốn nói cái gì, nhưng cô ấy không quan tâm. Bởi vì cô ấy đã nghĩ kỹ, người ưu tú giống như Lý Trạch Vũ thì có rất nhiều phụ nữ muốn cưới hắn, với người đàn ông như vậy thì nhất định sẽ không chỉ có một người vợ. Một là chấp nhận, hai là buông xuôi. Bạch Tố Y không buông được, cho nên đã chấp nhận. Chỉ cần cô không hối hận là được. Lý Trạch Vũ gượng cười. Sư đệ, sư phụ đề nghị chúng ta giết bọn họ mới được. Đạo sĩ Vân lo lắng đi tới. Hòa thượng Nhất Trinh, Ngọc Linh Lung và đạo sĩ Vô Trần đều không muốn lãng phí thời gian nữa, dù sao trong mắt bọn họ đảo Thiên Đường là đảo của một đám người ô hợp. Đừng gấp gáp. Lý Trạch Vũ lắc đầu từ chối. Mục đích của hắn là lấy lại cốt cầm chứ không phải là giết người.
Lỡ như cùng vô địch cha con bị ép đến mức tức giận lấy cốt cầm ra uy hiếp. Hắn, đến lúc đó hắn sẽ đâm lao phải theo lao. Bao vây mà không giết người, đây là chiến thuật tâm lý đơn giản nhất. Chỉ cần tạo áp lực cho đám người ở đảo Thiên Đường, người trên đảo sẽ tạo áp lực cho cung vô địch. Lý Trạch Vũ đang truyền tín hiệu thứ nhất, sống chết của đảo Thiên Đường đang ở trong một suy nghĩ của cung vô địch. Quả nhiên, chiêu này cực kỳ hữu hiệu. Trong giây phút này, mấy trăm người ở đảo Thiên Đường, nam nữ già trẻ đều tụ tập lại ở ngoài phủ đệ của cung vô địch. Mong đảo chủ suy nghĩ lại, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Đảo chủ, ngài trả lại đồ cho người ta đi. Nếu không thì những người ở trên đảo như chúng ta khó mà thoát khỏi cái chết. Đảo chủ, ông không thể hại mọi người như vậy. Dường như cung vô địch không nghe thấy những lời khẩn cầu của người dân trên đảo. Cung Nghê Thường cũng nhịn không được nữa, khuyên nhủ, cha ơi, con sẽ đi trả đồ lại cho tên đó. Vèo. Cung vô địch chặn con gái lại, chém định chặt sắt nói, con không được đi đâu cả. Chát. Ngậm miệng. Cung Nghê Thường còn muốn khuyên thêm. Nhưng cung vô địch đã hạ quyết tâm, phân phó với thân tín của mình, chuẩn bị cho tôi một chiếc cano, chúng ta sẽ rời đi từ phía sau núi đảo. Vâng. Người đàn ông đó cung kính nhận lệnh. Cung Nghê Thường mở to mắt, bởi vì cô ấy đã đoán ra quyết định của cha mình, cô ấy lắc đầu khuyên can, cha, chúng ta không thể rời đi, bằng không thì những người trên đảo đều sẽ chết vì hai cha con chúng ta. Không đợi cung Nghê Thường nói xong, cung vô địch bất ngờ ra tay. Ông ta chặt vào cổ khiến cô ấy ngất xỉu. Mang tiểu thư đi trước. Vâng. Hai thị nữ một trái một phải đỡ cung Nghê Thường rời đi từ hậu viện. Mà cung vô địch thì nhanh chóng đi tới phòng của cung Nghê Thường. Ông ta mở cơ quan khiến sàn nhà hạ xuống thì thành công tìm được cây đàn được chạm trổ bằng xương cốt lớn bằng nắm tay. Nửa tiếng nhanh chóng trôi qua, Lý Trạch Vũ đứng chờ trên bong thuyền chợt có cảm giác có cái gì đó không bình thường. Theo Lý mà nói. Cho dù cung vô địch và cung Nghê Thường có sức chịu đựng tâm lý mạnh, thì không thể thờ ơ trước sự thuyết phục của mấy trăm người ở trên đảo. Nhưng trong khoảng thời gian dài như vậy, hắn còn không nhận được cuộc gọi đàm phán của cung Nghê Thường. Kêu mọi người đi lên đảo, Lý Trạch Vũ mở miệng hạ lệnh. Từng chiếc du thuyền cập bến, đệ tử từ các phái trên du thuyền hùng hổ leo lên đảo. Tin tức này lập tức truyền vào trong tai những người trên đảo. Đảo chủ đây là không quan tâm tới sống chết của chúng ta. Gạch dưới. Đảo chủ, ông mau ra đây, người ta đã đi lên đảo rồi. Chúng ta liều mạng với bọn họ, hoặc là chọn cách chạy trốn, đảo chủ ông ra đây để hạ lệnh cho mọi người. Mặc cho những người ở ngoài phủ đệ la hét như thế nào cũng không thấy bóng hình của cung vô địch. Rốt cục những người này không nhịn được nữa mà lần lượt chạy vào trong phủ đệ. Đảo chủ không có ở đây, đảo chủ đi đâu rồi? Đám người này gần như lật tung tòa phủ đệ mà cũng không tìm được hai cha con cung vô địch. Đúng lúc này, một người đàn ông chen qua đám người, gằng giọng hô, vừa nãy lão Tam Hầu nói ông ấy nhìn thấy một nhóm người đi ra phía sau núi đảo. Không phải đảo chủ đã chạy trốn chứ? Đờ mờ, tên chó chết cung vô địch này hoàn toàn mặc kệ sống chết của chúng ta. Tên xúc sinh này, lúc trước chúng ta không nên đề cử ông ta làm đảo chủ. Bây giờ nói những thứ này thì có ích gì? Mau nghĩ cách giải thích cho Lý Minh Chủ đi. Còn có thể giải thích cái gì? Chỉ có thể đầu hàng. Trong khoảnh khắc những người ở đây lao nhau, một đám võ lâm nhân sĩ đã bay tới, bao vây toàn bộ phủ của đảo chủ. Cung vô địch, thằng nhóc này cút ra đây cho lão nạp. Hòa thượng Nhất Trinh một mình đi vào phủ đệ, đạo sĩ Vô Trần và Ngọc Linh Lung đi theo sát phía sau. Ba người này có địa vị cao nhất trong giới võ lâm, khí thế cũng mạnh nhất. Bọn họ vừa mới đi vào phủ đệ đã dọa bể mật mấy trăm người trong phủ. Tần bối, cung vô địch đã chạy trốn, chuyện này không có liên quan gì tới chúng ta. Tiền bối tha mạng. Đạo sĩ Vô Trần thấy cảnh tượng này thì lấy xì gà trong miệng ra, hùng hổ hỏi, thằng nhóc cung vô địch đã chạy rồi. Đúng vậy, có người nhìn thấy ông ta lái cano rời khỏi đây từ sau núi đảo. Tiền bối Vô Trần, chuyện này không có liên quan gì tới chúng ta. Xin tiền bối khoan dung độ lượng tha cho chúng ta một mạng. Lúc này Lý Trạch Vũ cũng đi vào phủ đệ, nghe thấy tin cung vô địch chạy trốn thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Hiển nhiên, hắn không ngờ cung vô địch và cung Nghê Thường mất trí đến mức như vậy, vậy mà bọn họ không thèm quan tâm đến mạng sống của mấy trăm người trên đảo. Đồ nhi ngoan, chuyện này tùy con quyết định. Hòa thượng Nhất Trinh xoa cái đầu sáng bóng, đề nghị, ta cảm thấy giữ lại những người này cũng vô dụng, mọi người không thể uổng công đi đến đây. Con hãy dứt khoát xử lý bọn họ. Không thể.
Ngọc Linh lung trừng hòa thượng Nhất Trinh, thổn thứ nói, uổng công ông là người xuất gia, vậy mà sát tâm lại nặng như thế. Đạo sĩ Vô Trần phụ họa, con lừa chọc, chuyện này là do tên tiểu quỷ cung vô địch gây ra, không liên quan tới những người ở trên đảo. Hai người có ý gì, hai người đoàn kết lại để bắt nạt lão nạp đúng không? Hòa thượng Nhất Trinh vén áo cà sa lên, không vui nói, muốn đánh nhau phải không, lão nạp sẽ tiếp đón. Ôi chao, mấy ngày không gặp mà lá gan của con lừa chọc này đã to lên không ít. Đạo sĩ Vô Trần ngậm si gà, trên thân tỏa ra một ý chí chiến đấu dồi dào. Lý Trạch Vũ tức giận nói, các người có thể im lặng một chút được không, các người đều là người hơn 100 mấy chục tuổi mà giống như con nít. Nếu muốn đánh nhau thì cứ đánh với con, yên tâm, con cam đoan sẽ không nhẹ tay. Đạo sĩ Vô Trần nghe hắn nói như vậy thì khí thế trên người biến mất. Hòa thượng Nhất Trinh cười ha hả, đồ nhi ngoan, con đang nói nhảm gì vậy, chúng ta là thầy trò đó. Đạo sĩ Vô Trần nhếch miệng, bất mãn nói, tên nhóc thúi, suốt ngày hù dọa vi sư. Hai người cũng không dám đấu với Lý Trạch Vũ. Từ khi Lý Trạch Vũ rời khỏi tử ngục, ba người bọn họ hợp tác với nhau cũng không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ gần như một năm trôi qua, trời mới biết tên đồ đệ quái vật này đã mạnh đến mức nào. Chúng ta chia ra năm hướng đuổi theo ông ta, con muốn xem thử cung vô địch có thể chạy trốn tới đâu. Lý Trạch Vũ mỉm cười lạnh lùng. Mặc dù cung vô địch đi cano với tốc độ nhanh, nhưng Lý Trạch Vũ đã sớm để người trong Long Tổ liên lạc với mỗi cái cửa khẩu. Chỉ cần cung vô địch dám lên bờ thì hắn có thể nhận được tin tức đầu tiên. Ngọc Linh Lung và những người trong Tiêu Giao Cung dùng chung một chiếc du thuyền, đạo sĩ Vô Trần thì dẫn đầu đệ tử đạo môn, hòa thượng Nhất Trinh dẫn đầu Quang Đầu Bang, các phái võ lâm tập hợp thành một. Rời khỏi đảo Thiên Đường, dọc theo sông Thương Lan thì lục địa gần nhất chính là thành phố Thâm Hạ. Cho nên Lý Trạch Vũ dẫn theo người của Đao Doanh chọn con đường này. Em Lý, chú em định giải quyết người trên đảo như thế nào? Trưởng môn phái Tuyết Sơn Tống Thành Công dò hỏi. Lý Trạch Vũ lướt qua nhóm nam nữ già trẻ đang run rẩy, nhất định phải thả bọn họ ra, không phải anh định giết bọn họ chứ. Đây là chuyện của hắn và cung vô địch, những người dân trên đảo đều vô tội. Hắn không có biến thái đến mức giết người vì niềm vui. Rất nhanh, hơn 1.000 người chia làm 5 nhóm rồi chạy đi theo 5 hướng khác nhau. Cùng lúc đó, một chiếc cano trên mặt biển đang chạy với tốc độ nhanh. Như Lý Trạch Vũ dự đoán, cung vô địch không dám lên đất liền nhưng ông ta lại không biết nên đi tới nơi nào. Bình xăng của chiếc cano không lớn, căn bản không đủ để chèo chống đưa ông ta chạy trốn ra nước ngoài. Đảo chủ, chúng ta đi đảo Nguyệt Lượng được không? Người đàn ông điều khiển cano đề xuất. Đảo Nguyệt Lượng. Đôi mắt cung vô địch lập tức tỏa sáng, được, đi tới đảo Nguyệt Lượng. Mặc dù tay mắt của nhà họ Lý ở khắp nơi trên đại lục, nhưng ông ta không tin nhà họ Lý có thể với tay tới đảo Nguyệt Lượng. Mà văn phu nhân thủ lĩnh của đảo Nguyệt Lượng là bạn cũ của ông ta, chỉ cần đi tới đó thì chắc chắn ông ta sẽ an toàn. Cano nhanh chóng đổi hướng chạy tới đảo Nguyệt Lượng. Hơn nửa tiếng sau, đoàn người cung vô địch thuận lợi leo lên đảo Nguyệt Lượng, một người phụ nữ vừa già vừa xấu dẫn theo mấy chục vệ sĩ mặc áo đen tiến tới nghênh đón. Cung đảo chủ, văn phu nhân, cung vô địch tiến lên bắt tay chào hỏi đối phương. Cung đảo chủ, tại sao ông lại bất ngờ đến nơi này thăm tôi vậy? Văn phu nhân hỏi một câu đầy ẩn ý. Cung vô địch thở dài, nói, không lừa văn phu nhân, cung mỗ gặp một chút rắc rối, muốn đến chỗ bà lánh nạn. Văn phu nhân nâng mắt, đôi mắt chợt trở nên thâm thúy. Bà ta hiểu rõ cung vô địch là người như thế nào, có người có thể ép cung vô địch chạy trốn thì bà ta vô cùng tò mò rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào. Lý Trạch Vũ, cung vô địch không giấu giếm. Nói đúng sự thật, tên đó là con cháu của nhà họ Lý ở Đại Lục. Cái gì? Sắc mặt văn phu nhân bất ngờ thay đổi, nói, sao ông lại trêu chọc tên điên đó? Nếu như Lý Trạch Vũ chỉ là con cháu của nhà họ Lý ở Đại Lục thì bà ta sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Mấu chốt là bà ta biết một thân phận khác của Lý Trạch Vũ. Quân Đết, đây là một nhân vật nguy hiểm khiến bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều cảm thấy nhức đầu. Có không ít người biết đến vụ náo loạn mà quân đế gây ra ở nước Mỹ, trong đó có cả văn phu nhân. Không chỉ như thế, bà ta còn biết cái chết của mấy đời thủ tướng của nước Nhật Bản đều liên quan đến quân đế. Cho nên khi bà ta nghe tin người mà cung vô địch trêu vào chính là kẻ điên quân đế kia thì nội tâm bà ta cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng. Cung vô địch thấy sắc mặt đối phương không thích hợp, thế là ngượng ngùng hỏi, văn phu nhân, chuyện này sẽ không khiến bà khó xử chứ?
Không, không, làm sao có thể, mặc dù trong lòng Văn phu nhân kiêng kỵ Lý Trạch Vũ, nhưng từ trước đến nay cung vô địch có quan hệ không tệ với bà ta, hơn nữa song phương còn từng bí mật hợp tác. Lại thêm đảo Nguyệt Lượng là địa bàn của mình, cho nên bà ta vẫn lựa chọn để cung vô địch ở lại. Nhưng mà sau khi cho người thu xếp cho cung vô địch xong, Văn phu nhân ngay lập tức cho người đi thăm dò nguyên nhân tại sao cung vô địch lại trêu chọc phải Lý Trạch Vũ. Gần như cùng một lúc, Hòa thượng Nhất Trinh dẫn dắt quang đầu bang tiến vào hải vực đảo Nguyệt Lượng và ngay lập tức binh lính của Nguyệt Lượng đến đây để trục xuất bọn họ. Con mẹ nó, đảo Nguyệt Lượng cũng là của nước Hạ, tại sao lão nạp không được đến? Hòa thượng Nhất Trinh đứng trên bong thuyền, đối mặt với hai chiếc chiến hạm mà không hoảng sợ chút nào. Hòa thượng Đức Chí không muốn làm lớn chuyện, thế là khuyên nhủ, sư phụ, hay là chúng ta về trước đi. Sợ cái gì? Hòa thượng Nhất Trinh nổi giận, bất chấp sự can ngăn của đệ tử, ông đứng ải trên bong tàu hét lên, lão nạp ở đây, các người có năng lực thì nổ súng thử. Một chút, những người lính trên tàu chiến chỉ được giao nhiệm vụ trục xuất người tới, chứ làm gì có gan nổ súng. Sĩ quan đứng đầu đắn đo không quyết định được, vì vậy anh ta chỉ có thể báo cáo tin tức này lên trên. Khi Văn phu nhân biết có một đám hòa thượng đang đổ bộ lên đảo Nguyệt Lượng mà không có giấy tờ thủ tục thì nói với thái độ cứng rắn, đuổi bọn họ đi ngay lập tức nhưng không thể nổ súng, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ thì có thể đâm du thuyền của bọn họ. Sĩ quan nhận được mệnh lệnh lại lần nữa quay về trục xuất người. Hòa thượng Nhất Trinh hùng hùng hổ hổ không chịu rời đi, đồng thời ông còn tuyên bố hôm nay sẽ leo lên đảo Nguyệt Lượng. Hòa thượng Đức Chí thấy tình hình diễn biến ngày càng phức tạp, thế là lấy điện thoại di động ra liên hệ Lý Trạch Vũ. Sư đệ, sư phụ quyết tâm không chịu đi, chúng ta nên làm gì đây? Gì mà phải làm sao, mọi người lên đảo cho đệ, kẻ nào không sợ chết thì cứ ngăn cản đi. Lý Trạch Vũ tức giận đến lúc này từ bỏ truy tung cung vô địch, tỏ vẻ ngay lập tức sẽ chạy đến. Euro ó người làm chỗ dựa, sự tự tin của Hòa thượng Đức Chí tăng vọt, lúc này phối hợp với Hòa thượng Nhất Trinh cùng nhau kêu gào, đảo Nguyệt Lượng là địa bàn của nước Hạ. Chúng tôi là người nước Hạ, tại sao không thể lên đảo Nguyệt Lượng? Xin hãy rời đi ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp khẩn cấp cần thiết. Sĩ quan đứng đầu đưa ra tối hậu thư. Đáng tiếc Hòa thượng Nhất Trinh không hề quan tâm đối phương, vẫn không hề thay đổi tiến về phía trước như cũ. Đâm bọn họ. Sĩ quan trực tiếp ra lệnh. Hai chiếc tàu chiến, một bên trái và một bên phải, kẹp du thuyền ở giữa. Dầm. Dầm. Du thuyền sao có thể chịu được va chạm của tàu chiến, sau khi bị đâm mấy lần nó đã biến dạng nghiêm trọng, nếu còn bị va chạm lần nữa thì có lẽ sẽ bị phá hủy ngay tại chỗ. Chết tiệt! Hòa thượng Nhất Trinh chán nản, thả người nhảy từ trên du thuyền xuống một trong những chiếc tàu chiến. Địch tấn công! Địch tấn công! Sĩ quan dẫn đầu ngay lập tức yêu cầu các binh sĩ nạp đạn. Âm ầm! Hòa thượng Nhất Trinh phát huy tối đa tốc độ của mình. Xuất hiện trước mặt sĩ quan giống như một bóng ma. Bá! Trước khi sĩ quan kia kịp phản ứng, anh ta đã bị Hòa thượng Nhất Trinh quăng tức bị hất lên từ quân hạm rồi rơi vào trong biển. Nổ súng, nổ súng, cạch cạch cạch, các binh sĩ lần lượt bóp cò. Thân hình mạnh mẽ của Hòa thượng Nhất Trinh di chuyển nhanh nhẹn trong mưa bom bão đạn. Các đệ tử của chùa ở trên du thuyền cũng dùng thân thủ không tầm thường của mình nhảy lên tàu chiến và triển khai phản công các binh sĩ. Đáng tiếc sức mạnh quyền cước không nhanh bằng đạn, ngay sau đó đã có hơn chục đệ tử của chùa trúng đạn. Con mẹ nói, vốn dĩ Hòa thượng Nhất Trinh không muốn giết người, nhưng khi nhìn thấy đồ tử đồ tôn của mình trúng đạn, ông lập tức nổi sát ý. Mà đúng lúc này, từ Lý Trạch Vũ dẫn đầu tiêm đao doanh từ xa chạy đến. Khi nghe thấy tiếng súng, hắn biết nhóm người Hòa thượng Nhất Trinh đang gặp nguy hiểm, thế là lập tức hạ lệnh, lính bắn tỉa chuẩn bị, giết chết những kẻ phản loạn kia cho tôi. Tăng Thiết Nghiêu lập tức khuyên can, thiếu chủ, bọn họ là binh sĩ của đảo Nguyệt Lượng, một khi nổ súng, chắc chắn chúng ta sẽ khiến hai bên eo biển khơi mào chiến tranh. Lập tức giết bọn họ cho tôi, tất cả trách nhiệm đều do Lý Trạch Vũ tôi gánh chịu. Lý Trạch Vũ hạ lệnh mà không cần suy nghĩ. Tăng Thiết Nghiêu không lay chuyển được, chỉ có thể để tiêm đao doanh mười mấy tên tay bắn tỉa ai vào chỗ nấy. Đoàng, đoàng, lính bắn tỉa ra tay, mấy tên binh lính trên đảo Nguyệt Lượng phản kháng bất lực. Tên sĩ quan vừa được cứu lên khỏi biển quá sợ hãi, không ngờ rằng sẽ có quân đội gần đó nên đã lựa chọn đầu hàng ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, chuyện này đã truyền đến tai Văn phu nhân. Tô Đại Cẩu ở bên cạnh lo lắng nói, lần này nước Hạ không tới thật sao? Làm sao tôi biết được?
Văn phu nhân buộc mình phải bình tĩnh lại. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện nước Hạ có thể sẽ đến thật, bà ta không thể giữ bình tĩnh được nữa. Tô Đại Cầu hoảng sợ đứng ngồi không yên, hẳn ta đề nghị, Văn phu nhân, tôi đi cho người chuẩn bị một chút, có thể chúng ta sẽ phải đến Nhật Bản hoặc nước Mỹ để tránh cơn sóng gió này. Đây là một chiến lược mà họ đã nghĩ đến trước đó, một khi nước Hạ vận dụng vũ lực thì bọn họ sẽ lựa chọn chạy trốn ngay lập tức. Văn phu nhân vội vàng gật đầu, nói, tạm thời không cần chạy, ông đi cho truyền thông trắng trợn tuyên truyền là nước Hạ lật lọng trước, bọn họ muốn vận dụng vũ lực với chúng ta, để nước Mỹ và Nhật Bản bên kia tạo áp lực cho Hoàng Thành trên trường quốc tế. Vâng, Tô Đại Cầu ngầm hiểu. Cùng lúc đó, Hoàng Thành cũng nhận được tin tức này. Tô Cẩn Hoa và một đám ông lớn khác lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp. Thằng nhóc nhà họ Lý điên rồi, trong lúc mấu chốt như thế này mà có thể chạy đến đảo Nguyệt Lượng. Bây giờ nói chuyện này không có ý nghĩa gì cả, chắc nước Mỹ và Nhật Bản bên kia sẽ có động tác, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị khai chiến sao? Một số người bàn tán, Tô Cẩn Hoa đang cau mày, đột nhiên xua tay. Phòng họp yên tĩnh lại trong nháy mắt. Tô Cẩn Hoa thản nhiên nói, thật ra tôi cảm thấy đây là một cơ hội. Cơ hội? Mấy người đồng loạt nhìn nhau, vẻ mặt ai cũng đầy sự khó hiểu. Tô Cẩn Hoa nhếch miệng cười một tiếng, nói, không phải người của chúng ta bắn phát súng đầu tiên, cho nên chúng ta không lật lọng. Nếu bọn họ đã bắn phát súng đầu tiên, vậy thì chúng ta đã có lý do xuất binh rồi, chẳng lẽ đây không phải là cơ hội sao? Thế nhưng là nước Mỹ và Nhật Bản bên kia. Một người muốn nói lại thôi. Ninh Trạch Hoa cười khan nói, chỉ cần chúng ta có can đảm vung kiếm thì nước Mỹ và nước Nhật chính là hổ giấy, lần trước chính là một ví dụ rất tốt. Trước đó, vì bức bách nước Hạ giao Lý Trạch Vũ ra, nước Mỹ đã phái quân uy hiếp, nhưng cuối cùng đi được nửa đường đã trở về. Mà nước Nhật Bản càng thích đâm sau lưng hơn so với nước Mỹ. Ngón tay Tô Cẩn Hoa gõ lên mặt bàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Thằng nhóc quân dạ này chính là mấu chốt. Một vụ đấu súng nổ ra trên đảo Nguyệt Lượng đã trở thành tiêu đề của các phương tiện truyền thông lớn. Vào lúc Văn phu nhân định làm to chuyện này, cố gắng khiến các cộng đồng quốc tế lên án nước Hạ lật lọng thì Hoàng Thành nước Hạ đã chủ động mở một cuộc họp báo. Nếu đảo Nguyệt Lượng dám nổ phát súng đầu tiên thì 50 vạn quân lớn của chiến khu Nam Cương sẽ trong tư thế sẵn sàng. Bất kể thế lực bên ngoài là gì, nếu dám to gan nhúng tay vào chuyện riêng của nước Hạ tuy xa vẫn giết, tuyệt đối không nương tay. Khi tình thế đang leo thang, diễn biến thế cục càng lúc càng trở nên căng thẳng. Giữa sông Thương Lan, khi Lý Trạch Vũ hạ lệnh cho đội quân tiên phong xử lý đám binh linh trên đảo Nguyệt Lược, Văn phu nhân lập tức sai người tập kết hai binh đoàn tới tiếp viện trước. Cùng lúc đó, Tô Cẩn Hoa đích thân liên lạc với Lý Trạch Vũ, nhưng lão chỉ nói một câu, gây náo loạn đi, làm loạn hết cỡ cho tôi. Euro ó long chủ bảo kê, Lý Trạch Vũ lại càng không biết kiêng nể là gì. Đảo Nguyệt Lượng cho hai binh đoàn, mỗi binh đoàn khoảng 1-2 ngàn người, ra trận, nhưng chẳng mấy chốc bên phía Nam Cương đã phái quân tiếp viện tới. Quân hạm, chiến hạm, thậm chí là 6 máy bay chiến đấu, J-20 cũng được điều động với 2 vạn quân. Lần này, chỉ huy quân Nam Cương là nhân tình của Lý Trạch Vũ. Diệp Khinh Nhu, Lý Trạch Vũ. Sau một thời gian dài xa cách, khi Diệp Khinh Nhu gặp lại Lý Trạch Vũ, nỗi nhớ kìm nén bấy lâu đã bộc phát. Trước mặt hàng vạn binh lính, nữ chiến thần vốn luôn tỏ ra lạnh lùng trong quân đội nay đã lao vào vòng tay của Lý Trạch Vũ. Nhiều người như vậy, cô có thể rụt rè chút được không? Trán Lý Trạch Vũ chảy mồ hôi lạnh, không hiểu sao hẳn lại cảm thấy ngượng ngùng. Diệp Khinh Nhu ôm chặt hắn, quyết không buông, tôi còn không sợ, một người đàn ông cao to như cậu sợ cái gì chứ? Nói vậy là không đúng rồi, Lý Trạch Vũ nói, đàn ông thì sao? Đàn ông cũng biết ngượng mà. Hai người ôm nhau khoảng 2 phút, sau đó Diệp Khinh Nhu mới chịu buông tay với nét mặt không cam lòng, giây tiếp theo cô ấy rút một tờ giấy chứng nhận ra. Tổng cục quân sự nhất trí quyết định bổ nhiệm Lý Trạch Vũ trở thành người chỉ huy tối cao của đội quân lớn Nam Trinh. Diệp Khinh Nhu lại khế chớp mắt rồi nói, lần trước cậu là đại nguyên soái viện trợ phương Tây, lần này lại thành người chỉ huy tối cao. Lý nguyên soái, cậu thật oai phong. Khụ khụ. Lý Trạch Vũ hắng giọng. Chào quân Hoàng Thành theo kiểu chào quân đội, nếu Long Chủ và các vị lãnh đạo đã tín nhiệm tôi chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng. Diệp Khinh Nhu che miệng cười, vậy cho hỏi Lý Đại Nguyên Soái tiếp theo. Chúng ta nên làm gì? Lý Trạch Vũ đưa ra mệnh lệnh đầu tiên, không cần làm gì cả,
chỉ cần chờ đợi. Chờ đợi ư? Diệp Khinh Nhu nói với vẻ khó hiểu, Đào Nguyệt Lượng đã cho hai binh đoàn ra quân, vậy mà chúng ta chỉ cần chờ thôi sao? Theo góc nhìn của Diệp Khinh Nhu, ít nhất là giờ họ phải xử lý hai đội quân này trước để hủy hoại cái vẻ oai phong của Văn Phu Nhân. Lý Trạch Vũ nhướng mày nói, binh lính Đào Nguyệt Lượng cũng là người nước Hạ, người một nhà đánh nhau thì có khác gì trò cười cho thiên hạ không? Diệp Khinh Nhu tò mò, nhưng nếu chúng ta không đánh thì e là đến cuối cùng sẽ chẳng giải quyết được gì. Yên tâm đi, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Lý Trạch Vũ cười he he, ngoài mặt để lộ biểu cảm khó đoán. Cùng lúc đó, khi Văn Phu Nhân biết Nam Cương cho 20.000 quân ra trận, thậm chí còn điều động thêm 20 máy bay chiến đấu, gì, 20, bà ta sợ chết khiếp. Tô Đại Cẩu lên tiếng trấn an bà ta, Văn Phu Nhân, việc cấp bách cần làm bây giờ là cầu xin viện trợ từ nước Mỹ. Không sai, cả nước Nhật Bản nữa, khoảng cách giữa bọn họ và chúng ta khá gần, hãy nhờ nước Nhật Bản phái quân hạm tới đây đe dọa, đánh đòn tâm lý đội quân lớn Nam Cương. Văn Phu Nhân ép bản thân phải thật bình tĩnh. Tô Đại Cẩu gật đầu, nói, tôi sẽ cho người đi làm ngay. Khoan đã, Văn Phu Nhân bỗng lên tiếng kêu dừng, có thể lần này nước Hạ sẽ làm thật, để phòng trừ chuyện lỡ như, hãy để tàu tuần tra sân bay bên ngoài nước Mỹ tới đây, nếu không chắc chắn sẽ không ngăn cản được tướng quân quân. Nam, đã rõ, Tô Đại Cẩu rời khỏi văn phòng. Văn Phu Nhân xoa hàng lông mày, bà ta cảm thấy phiền muộn vô cùng. Bà ta không hiểu tại sao đang êm đẹp lại biến thành như vậy. Cung vô địch. Nếu không phải tại cái lão già khốn nạn này thì quân đế sẽ không đánh giết đến tận Đảo Nguyệt Lượng, bọn họ cũng sẽ không xảy ra xung đột với binh lính nước Hạ. Người đâu? Văn Phu Nhân lạnh giọng hét. Cạch. Cửa văn phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ tóc ngắn, tuổi xấp xỉ với Văn Phu Nhân bước vào. Bà ta chính là thuộc hạ thân cận của Văn Phu Nhân, Tiêu Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ, đã điều tra ra chưa? Tại sao cung vô địch và quân đế lại xảy ra mâu thuẫn? Văn Phu Nhân hỏi. Tiêu Mỹ Mỹ cau mày đáp, Văn Phu Nhân, tôi đã âm thầm phái người tới đảo Thiên Đường điều tra, nhưng chỉ tra được là quân đế muốn lấy thứ gì đó của cung vô địch, còn cụ thể là gì thì tôi chưa điều tra ra. Ồ, Văn Phu Nhân tỏ vẻ tò mò, dường như bà ta rất muốn biết đó là thứ gì mà có thể khiến quân đế để tâm như vậy. Cạch, Văn Phu Nhân còn chưa kịp đưa ra phỏng đoán, cửa phòng lại bị ai đó đẩy ra. Tô Đại Cẩu vừa thở hồng hộc vừa chạy vọt vào trong, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tự nhiên Văn Phu Nhân có một dự cảm chẳng lành, chuyện gì không ổn. Văn Phu Nhân, vừa nãy tôi liên lạc với nước Nhật Bản, đối phương nói đây là chuyện riêng của người nước Hạ, bọn họ không tiện nhúng tay. Cái gì? Nghe thấy lời này, Văn Phu Nhân tức đến nỗi đứng bật dậy khỏi ghế, lòng bà ta đang rối như tơ vò. Còn nữa, Tô Đại Cẩu lau mồ hôi lạnh. Hắn ta bổ sung thêm, bên phía nước. Mỹ nói bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giữa nước Hùng và nước Tiểu Lan nên tạm thời không thể viện trợ cho chúng ta. Khốn nạn, lũ khốn nạn. Văn Phu Nhân tức đến nỗi run bần bật, giữ quát tháo, vào những thời khắc mấu chốt thế này, mấy lão quỷ đó chẳng đáng tin chút nào. Tô Đại Cẩu ngượng ngùng, nhưng bên phía nước Mỹ nói, nếu chúng ta cần vũ khí, bọn họ có thể phái người vận chuyển tới đây. Có điều, giá cao hơn bình thường 50%. Bởi vì chiến tranh giữa nước Hùng và nước Tiểu Lan càng lúc càng căng thẳng, vũ khí rất khan hiếm. Dầm. Mấy lão già quỷ đó chỉ muốn bán vũ khí kiếm tiền, họ coi chúng ta là lũ ngốc ư. Văn Phu Nhân tức tối đậm mạnh vào bàn trong văn phòng, cuối cùng lại bất lực ngã xuống ghế. Tiêu Mỹ Mỹ tiến tới, quan tâm hỏi, Văn Phu Nhân, giờ ngài đừng kích động, sức khỏe là quan trọng. Hơn nữa tôi cảm thấy chuyện này không hẳn là không có cách giải quyết. Bà có cách sao? Văn Phu Nhân tỏ vẻ chờ mong. Tiêu Mỹ Mỹ khẽ cười, sau đó nói với hàm ý sâu xa, nguyên nhân gây ra chuyện này là mâu thuẫn giữa hai người quân đế và cung vô địch, quân đế muốn sở hữu một món đồ mà cung vô địch có, mà cung vô địch lại đứng về phía chúng ta. Tiêu Mỹ Mỹ vẫn chưa nói hết câu, nhưng Văn Phu Nhân và Tô Đại Cẩu đã ngầm hiểu. Chỉ cần bọn họ lấy được món đồ mà quân đế muốn từ chỗ cung vô địch, vậy bọn họ có thể tìm quân đế để đàm phán. Yêu cầu tướng quân Nam rời khỏi phạm vi của đảo Nguyệt Lượng. Tâm trạng Văn Phu Nhân dần dịu đi, bà ta rất tán đồng với ý kiến này, ý tưởng này khá hay, bây giờ tôi sẽ đi tìm cung vô địch ngay. Văn Phu Nhân, để tôi đi cùng ngài, Tô Đại Cẩu tự đề cử mình. Văn Phu Nhân trầm ngâm, sau đó gật đầu đồng ý. Mối quan hệ giữa bà ta và cung vô địch cũng không tồi,
tốt nhất là không nên nói những lời khiến hai bên phải cạch mặt nhau, vậy nên bà ta cần một người đóng vai xấu thay mình. Mà mấy chuyện kiểu này thì Tô Đại Cẩu am hiểu nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.